Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt, và đại chúng cùng chắp tay, chúng ta niệm Bồ Tát Quan Âm. Thì trong tâm nguyện của quý vị, ai có những cái tâm nguyện gì thì quý vị tự tâm khởi lên trong khi mình xướng niệm Bồ Tát Quan Âm, và mình nguyện đem công đức niệm danh hiệu này hồi hướng cho những cái ước nguyện, cái tâm nguyện gì của mình, và đồng thời chúng ta cũng hồi hướng chung cho thế giới được hòa bình, chúng sanh được an lạc, đặc biệt là các nơi đang có những chiến tranh đã xảy ra được sống trong thanh bình hạnh phúc. Đại sĩ Quan Âm rất tuyệt vời cánh tay cứu độ hiền ngàn nơi, không đâu cầu thịnh mà không ưng, biện hộ thuyền giống cứu độ đời. Nam mô Bồ
chúng ngồi vững chãi, chú ý tới chóp mũi của mình để mình nhận biết từng hơi thở đang ra vào. Quý vị không cần cố gắng thở, ngồi thật yên, thả lỏng toàn thân, mỉm cười với từng hơi thở đang ra vào. Please continue to enjoy your quietly atmosphere. Relax your whole body. Focus to your nose, where you can realize every single breath you make. Breathing in, you are aware I am still alive. Breathing out, you smile with your present moment, your wonderful moment. Thở vào, tôi biết tôi còn đang sống đây. Thở ra, mỉm cười với sự sống. Buông thư toàn thân. Bây giờ đang nhận biết từng hơi thở ra vào. Relax your whole body. Just enjoy your conscious breathing. When you're breathing in, you are aware fully, this is my in-breath. When you're breathing out, you are aware fully, this is my out-breath. Smiling along with your breath. Ý thức trọn vẹn, tôi đang thở vào. Thở ra, ý thức trọn vẹn, tôi đang thở ra. Mỉm cười với từng hơi thở ra vào. Bất cứ một suy nghĩ nào xen vào, chúng ta nhận biết, buông bỏ dòng suy nghĩ đó, trở về với hơi thở chánh niệm của mình. If any other thought jump in your mind, do not continue to follow thinking. Let it go. Come back to yourself. Be aware of your in-breath and out-breath. This is the time that you are taming your mind. You are guiding your mind to one direction. Be here where you are. Đây là giờ phút chúng ta giúp cho tâm mình trở về một mối. Đừng để cho tâm mình tiếp tục rong ruổi chỗ này chỗ kia. Mà hãy trọn vẹn sống với tâm niệm bây giờ và ở đây. In the here and in the now. Khi mình bị tê chân thì mình biết rõ mình đang bị tê chân, và mình nhẹ nhàng đổi cách ngồi làm cho chân mình dễ chịu. Khi tâm mình phóng ra ngoài, mình biết rõ tâm mình đang phóng ra ngoài, và mình hãy hướng dẫn tâm mình trở về bây giờ và ở đây. If your legs get numb, aware, change your position so you can feel
better. You feel relaxed and at ease. When your mind is wonder, you also know your mind is wonder. Meditation training us to have the capacity to realize what's going on in our mind and our body. Thiền quán là giúp cho mình biết rõ những gì đang xảy ra ở nơi thân và tâm của mình. Mình tỉnh thức, mình ý thức rất là rõ những gì ở nơi thân và những gì xảy ra ở nơi tâm, để chúng ta xoa dịu, làm tốt hơn. Breathing in, and breathing out. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Giờ phút đẹp tuyệt vời thở ra. Breathing in, I feel so fresh. Breathing out, I'm smiling with my entire present. Breathing in, dwelling in the present moment, I breathe in, making myself feel at ease, I breathe out. Sit beautifully, breathe slowly, and smiling beautifully, invest yourself 100% in the here and in the now. Thank you.
Ở trong này còn chỗ nhiều lắm. Ai còn bên ngoài mời vào bên đây. Hai cánh gà còn rất đông, chỗ trống. Mời các chị vào đây đi. Mời các chị vào trong này. Ngồi lên cái bục này luôn. Ngồi sẽ đỡ đây chị. Trong khi các vị đang đi vào, mình hát bài Một Ngày Vui. Quý vị tập hát ha. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Có dễ không? Ủa cái câu đó luôn đó. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Hai ba. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối xin phép đại chúng cho Pháp Hòa xin 10 phút Pháp Hòa nói tiếng Anh. Thì Pháp Hòa thấy mấy bạn Mỹ ngồi ngoài kia cũng như các em ngày hôm qua mình thấy các em ngồi tội quá, cũng như các người Mỹ ngồi mà không biết gì hết. Thôi mình hy sinh 10 phút nữa nha. Good evening my dear brothers, sisters and friends. Today is Thursday, October 19, year 2023. It is an honor for me that I have a chance to come back to Houston for an urgent activity. But we never want to waste our time. Any time that we have, we will try to squeeze in and we try to bring brothers and sisters and friends to community together, so we can remind each other the teachings of the Buddha. As you know that Buddhism is not a religion where you come for faith. Buddhism means the way to live. Buddhism means you use your eyes to see, your heart to feel, and you start your action. Another word, we live with our loving kindness. Life needs a lot of loving kindness, just like the tree needs water. If we have no water, the tree cannot survive. As human,
We have no kindness, no love. We feel so dry, so lonely, so isolated, and we cannot live happy. But once we not only live with water, we also need sunshine, because the tree also needs sunshine to survive. If only water, no sunshine, and the tree also easily to be died because a lot of water, but no energy to live. In this life, we practice the same. We need love, we need understanding. And because this life, there are people there to help. So we live, we give a chance for many others. They have a hope. They wish, they hope that they're able to receive some love, some kindness from someone. So that's why we learned giving. Giving means we try to give anything we can. Not only money, because sometimes people do not only need money. People need our smiling. So when you meet me, you don't expect I give you money, but you expect me smiling. That's why we take pictures. And you afraid that I'm not smiling, you always remind me, smiling, Thai, smiling, big smile. So one of the things that you can give daily, no cost, that is your smiling. And you smile, you allow people feel comfortable. You make people feel welcome. For example, when people come here, they look at you and you're smiling, they feel so warm, so welcome. Maybe this is the first time they come. But when they come here, you are the one in this temple, you should be smiling and welcome them. So every morning, let's begin a day with your smiling. And you will feel your day much better and different. Wake up this morning, I smile, because I know I have a new day to live. Very simple. This is the beautiful and positive declaration. Sometimes we declare, oh my goodness, it's another day of working. You begin your day with tired, with working, with negative. Nobody lives without working. But if you can water yourself, I have the energy to work. You can work the whole day with your positive smiling and positive energy. Your children never want to wake up in the morning. You have to yell at them a lot to wake them up. You burn a lot of your energy. But if you also begin your life, your day with a negative energy, you have nothing. You burn yourself right first thing in the morning. So let's begin your day with your smiling and declare, I have a new day to live. The second thing that you can give is your loving speech. No cost at all, right? No cost. You can use your loving speech with your loved one. For example, you walk on the street, you don't care whether that person you know or not. The beautiful is, hello, have a nice day. We salute to someone, we greeting to someone, and we wish that person have a good day. When I pass by the border, when I come to US, I must give my passport to the border, the custom. The first thing I come to them, I bow. I say, good morning. And they said, look at your camera. Where are you going? Etc. But after they finish all their questions, you can go. I say, thank you. They say, God bless you.
first they may not. But do not expect people to smile. You want that? You smile first. Because your freshness, you also can refresh somebody. Someone, sometimes, if you want people to treat you some way, let's treat them first. This is the law and the art of living. So your loving speech. The third thing that you can give is your heart. When you do for someone, make sure you do with your heart. Don't just do it. Bring your heart into there. And when you can, when you sacrifice, people can feel it. You look at them, you do something for them, with all your attention, people can feel. Even you just give me a glass of water, but I can tell you do it with your heart, because the way you present the glass of water, the cup of water, we can feel that. We bring the heart into the work. So life will be more beautiful. The family will be more cozy, more happy, because everyone come to this house, bring this to this family with the heart. So you can give three things to your loved one. Your smiling, your speech, and your heart. What else you can give? Your eyes, the way you look. Sometimes our eyes, we look by judging. We never look with the eye of understanding, loving kindness, embracing, understanding. We always have a lot of judging. And the way we look, we make people feel uncomfortable. Have you ever feel that way? If you step in some place and people stare at you and look at you in that way, you don't feel comfortable. I didn't do anything, but that lady looked at me very scary. So the eyes are also very important. In Vietnamese, people used to say, oh, your eyes are the windows of your heart. I can see what your heart feels through your eyes. What else you can give? Your treat, daily treating. So on Halloween, people knock on your door, trick or treat. Whether you treat me or you treat me. And also, you don't wait until Halloween to say that. You can treat people in the way you want. If you want people to treat you in such a way, treat them first. And you know, in this life, life will be more beautiful, more positive, more happy, if we can treat each other with our attention, our heart. When you use your eyes to look and you know that person needs your help, you come and help. Your eyes look, your heart feel, you come and help. You combine. That's why in Buddhist, in Mahayana tradition, all the Bodhisattva, they sit together. Manjushri, Bodhisattva sit with Samantapara because they work together. Chittigama working with Avalokiteshvara. Because Chittigama symbolized for the great vow, loving Avalokiteshvara symbolized for loving kindness. When you love someone, you make the commitment to help. So you can give to others by the way you look at them. You look at them with your eyes of understanding, with the eyes of love, not about your judging or no trust. What else you can give? Your seat. When you go to the bus, you realize that person needs a seat. You can stand up and offer your seat. Or we come together, we share the spot, the space. Today, you come here without announcement. But we are full of community in this hall.
and we try to squeeze in a little bit so everybody can fit in. You know, when you come to each other, do not wait and do not expect people to fit you, whether you want to fit them or not. Try to squeeze in, try to match, and everything will match. If you wait, things to be matched is difficult. Usually when I conduct a marriage ceremony, the wedding ceremony, I always remind them, you're looking for a match, but you should match. Because if you're just looking for, but you don't try to match, things never match. Just like you put on your clothes, all the shirt, the tie, the scarf, everything on the in the drawer. You must bring them and put them on and see whether they match the color, they match the style. So even clothes, we still bring them in and try to match and they, so they can look a pair or they can look beautifully together. So sometimes black go with white. It doesn't need to be black and black or white and white. The thing is, you know how to combine, make things look better. Oh, he is different than me. He is different than you. But you try to make similar, you are better than. Life will be more simple. Life will be more happy. And this is the way we practice. So, in my limited of time that I share in English, I just want to remind, we all declare giving. But I try to share with you, when you give to something, doesn't need to be money. The seven things that I just share with you, you no cost at all. The more you use it, the more you give, the more you gain. Because you can receive a lot of love experiences. So now you can see Buddhism is not only about philosophy. It's not about belief, faith. It's not about worship. It's about how we come to each other. Because we always, when we grew up, we always have the intention in our mind. I'm looking for happiness. I'm looking for someone that I love, and I also need somebody to love me. But you know, we only have the idea of loving, but we never learn how to make this love become real and last longer. And then in order to give, to make this become real and longer, try to practice. Giving your love to your loved one, your smiling, your loving speech, your heart when you do things for them, your eyes when you look at them with the eyes of love and understanding, your trips, your sacrifice, your seat, your space, no cost. But the more you do, the more you gain. Thank you for your listening, and I hope that you can take this time. You can take these seven things without cost and you can apply in your daily life. And believe me, the more you give, the more you gain. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2023. Chúng ta đang tại chùa Quan Âm thuộc Houston, Texas, Hoa Kỳ. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, quý vị mới biết tình trạng ngày hôm qua hay sáng nay? Mới sáng nay. Dạ, em cũng mới biết vào trưa này. Em mới biết em lên diễn đàn. Thưa đại chúng, đây là một buổi sinh hoạt có thể gọi là bonus, tức là hoàn toàn không có nằm trong chương trình hoàn pháp, hoàn toàn không có một cái plan gì trước hết. Nhưng bởi vì Pháp Hòa có một chút xíu Phật sự ở đây,
vì nhân một cái đám tang thì cho nên rồi gia chủ cũng là Phật tử ở đây, cho nên rồi mới có cái sự connect dây mơ rễ má. Và chúng ta phải nói là đã là Phật tử thì đi đâu cũng chúng ta cũng nhiều nhìn nhau là Phật tử. Thưa đại chúng, ngày hôm qua mình có nói đến trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải có niềm tin. Mất niềm tin là chúng ta mất tất cả. Và chúng ta có một cái niềm tin rằng cuộc đời này còn có những cái dễ thương, có những cái đẹp. Đừng có nhìn cuộc đời này một người xấu rồi mình quơ chung một cái là khỏi đời này ai cũng xấu. Nhiều khi mình bị vậy đó, mình bị một người hất hủi mình rồi cái mình không dám yêu ai nữa. Tại vì mình mới tuyên bố là bây giờ tôi chẳng còn tin trong dân gian có kẻ chung tình. Giờ tôi chẳng còn yêu vì người ta cứ phụ tôi hoài. Cho nên đó là một cái điều mà chúng ta nên biết rằng Đức Phật dạy chúng ta có 6 cách tin ha. Tự tin mình, tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Tin mình trồng cái hạt bông hồng thì lên cây hồng. Mình làm điều tốt thì sẽ nhận được điều tốt. Nhưng mà có điều cái điều tốt đó nó giống như cái hạt cây chừng nào nó mọc. Có những cái cây như cây xà lách mọc trồng trong một tháng có xà lách ăn hay vài tuần. Nhưng mà cây cam, cây bưởi thì phải vài năm. Phải không? Thì cuộc đời này cũng vậy, có những cái nhân chúng ta trồng không thể có quả liền được, mà chúng ta phải chờ một thời gian. Nhưng mình có niềm tin rằng cứ làm điều tốt, cứ trồng nhân tốt thì điều tốt này sẽ có mặt. Mình muốn cảm hóa một người không phải dễ, tại vì có những chúng sanh dễ độ, có những chúng sanh cứng cỏi khó độ. Đâu phải ai cũng dễ độ, mà có nhiều khi có những người mà Phật độ không được mà phải người khác độ. Cho nên mình phải tin cái điều có cái nhân duyên với nhau. Nói đến như vậy để chúng ta biết rằng cái nguồn gốc của công đức thì chúng ta có niềm tin và sự giáo hóa. Và nguồn gốc của công đức là sự sớt chia trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị thấy mình có thời giờ, mình chia sẻ thời giờ. Cho nên mình mới nói trong mấy cái buổi sinh hoạt mình ấy, xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian quý báu. Nghĩa là ai cũng có thời gian hết, nhưng mà không có thời gian nào là phí hết. Nhưng người ta biết hy sinh cái thời gian đó cho mình một buổi, một ngày để người ta đến với mình. Và mình sống mình phải nhận diện những cái điều hy sinh trong buổi đó để chúng ta nói lên lời cảm ơn. Như vậy trong cuộc sống này mình sẽ làm cho người ta có niềm tin, có niềm vui, vì người ta biết rằng ở đâu đó còn có những người có lòng hảo tâm từ thiện và biết phát tâm bố thí. Bố thí là gì? Là sự ban cho. Ban cho mà ban cho rộng rãi thì gọi là bố thí mà không phân biệt. Ví dụ như nếu mà quý vị mua một cái áo tặng cho bạn thì quý vị dùng chữ gì? Biếu phải không? Tặng phải không? Chứ mình đâu có dám xài chữ cho. Mình cho cái tao thèm lấy, tao nói tôi nghèo khổ gì phải xin mà phải cho. Cho nên mình sợ bạn mình buồn, tự ái, cái mình nói sao? Tôi tặng chị, tôi biếu chị chứ không dám nói cho. Nhưng mà cái người thấp hơn mình như là con cháu mình thì mình nói sao? Má mua cho con. Nhưng mà giờ nếu mình cũng cái áo đó mình đem lên chùa mình đưa cho vị thầy, cái mình nói sao? Cũng vừa. Nói cho đúng là cho chứ gì cúng chứ vừa. Nhưng mà từ ngữ nó vậy đó. Nhưng mà thật sự nói cho cùng một chữ thôi, cho. Đem gạo lên chùa cũng là cho chùa. Cho nên có nhiều người ta biết, ta thấy con đem gạo cho chùa, mình háo, chùa phải cúng. Ta không sùng dùng chữ cúng, ta nói cho cũng được vậy. Anh có lấy là anh cũng nhận nè. Ta cho, ta cúng chị anh cũng nhận hết trơn. Chữ nghĩa. Cho nên thật ra mình nói để cho nó có chữ nghĩa theo
cái văn hóa cái của mình thôi, chứ còn một nghĩa thôi, cho. Như vậy thì trong cuộc sống này có những cái cho mà không cần tiền. Đó là cho cái nụ cười. Trong kinh đó, Đức Phật gọi là nhan thí. Nhan thí không phải là thí cây hương, cây nhan nha. Nhan là nhan sắc. Chúng ta cho cái nụ cười, cho cái tươi mát của mình gặp nhau. Cho nên Phật tử trong chùa, nhất là những vị nào mà kỳ cựu của mỗi chùa, mình mỗi chùa đều có Phật tử kỳ cựu, nhưng mà nó riết cho nó thành kỳ cục. Thay vì kỳ cựu nó không ra nó thành kỳ cục, càng cựu nó càng cục, cục nào cục nấy nó tổ bố. Mình là Phật tử chùa nào lâu năm, khi mình thấy một người mới tới, mình phải niềm nở chào hỏi. Vì cái sự niềm nở vui vẻ đó chính là cái nhan thị. Người ta không biết tới đây để làm gì, nhưng mà thiệt sự hồi nào giờ ta biết cái chỗ đó. Nhưng hôm nay có một buổi giảng của vị thầy rồi, ta nghe tin ta đi tới. Không có thầy đó tới, ta không có tới, ta đâu biết đâu tới. Thì người ta tới thì trước hết mình phải mở lòng chào đó. Mình phải nở nụ cười, chị mới tới. Ở đâu tới? Ở làm gì? Rồi, nghe hai câu hỏi nó vậy em đi về. Nhan thí. Cho nên đó, tất cả quý vị biết đó, ở ngoài cái chùa của người Hoa đó, việc đầu tiên mình tới chùa là cái tượng Phật Di Lặc ngồi trước cửa. Tại vì sao? Để nhắc nhở mọi người tới đây thì mọi người phải sanh tâm hoan hỷ. Người chào hỏi mình cũng hoan hỷ, mà người được tiếp đãi cũng nên hoan hỷ. Thí dụ lỡ mình bị cái người đó có cái thái độ gì, mình hoan hỷ đi. Cả hai điều hoan hỷ, nhưng trước hết là những người ở đây lâu năm, không? Những người lâu ở đây, chúng ta nên khởi cái tâm nhan thí, chào hỏi vui vẻ, để tất cả mọi người cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng, thoải mái khi họ đến. Chính Pháp Hòa cũng vậy thôi. Thí dụ mình đến đó mà vị trụ trì hay tăng chúng ở đó hay mọi người đó vui vẻ với mình thì mình mới dám đi ra đi vô. Chứ còn tự nhiên ai cũng đóng vai hình sự hết, giảng xong vô phòng không dám nhúc nhích gì hết. Thí dụ vậy. Cho nên mình đến đâu hay ai đến đâu với mình có thể cho một cái việc đầu tiên là nhan thí, là nụ cười. Điều thứ hai chúng ta có thể cho mà không cần tốn tiền, đó là gì? Đó là ngôn thí, là nói. Quý vị thấy người Việt mình nhắc nhở nhau hoài không? Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán mang. Một lời nói có thể làm cho hưng nhà lợi nước, một lời nói cũng có thể làm cho tan hoang đất nước đó. Gia đình người ta đang hạnh phúc vậy, mình nói có một câu nát hết trơn. Cho nên cái lời nói nó quan trọng. Cho nên chúng ta phải có ngôn thí, là cái lời nói của mình nói ra mình phải bảo đảm, hay là mình cố gắng mình làm sao để cái lời nói đó nó làm cái hạnh phúc cho người khác. Cho nên Đức Phật dạy đó, chúng ta có bốn việc cần làm. Trước khi làm phải suy nghĩ, trong khi làm phải suy nghĩ, sau khi làm phải suy nghĩ, và đã làm xong rồi phải suy nghĩ. Đôi lúc làm xong rồi mình nhìn lại, mình nhìn lại có cái quá trình mà chúng ta làm việc đó, sau khi nó xong rồi nó sẽ tác hại như thế nào, nó lợi ích như thế nào. Có những cái món ăn quý vị nấu xong nó không có hư liền, nhưng mà lẽ ra cái món đó có thể ở để tới một tuần lễ, nhưng mình để sao có 3 ngày nó hư. Mình phải nghiên cứu trở lại. Phong và ví dụ nha. Thí dụ quý vị làm mì chay. Làm mì chay á, là trong đó có món củ sắn. Củ sắn nó thế vô gì nó thế mỡ, và đồng thời cái chất ngọt của củ sắn sẽ làm cho ướt cái bì ăn nó giòn, nó ngọt, nó ngon.
nhưng phải biết cách làm củ sắn. Nếu mà mình bào củ sắn sống, mình vắt hết nước, trước hết là nước bị vắt, nước ngọt bị vắt ráo, xong mình bỏ lên chảo, mình xào sơ sơ, mình trộn vô, bì đó sáng chiều là hư. Nhưng nếu chúng ta gọt củ sắn, lột da rồi, rửa sạch sẽ rồi, xắt nó ra cho nước vô, chúng ta hầm một chút, nấu cái nước gia vị cho nước củ sắn nó rút vô, đến khi nào miếng củ sắn nó trong, nghĩa là nó đã chín, đem ra để nguội. Nguội rồi mình xắt sợi mình trộn vô, củ sắn không mất nước ngọt, mà củ sắn đã chín, bảo đảm không hư. Mà chẳng những vậy, nó trong miếng củ sắn nhìn còn giống mỡ hơn. Không phải ví dụ vậy thôi nha. Như vậy thì khi mình làm xong rồi, thầy giảng. Khi mình làm xong rồi, trước khi mình làm mình suy nghĩ, trong khi làm mình suy nghĩ, làm rồi mình suy nghĩ, nhiều khi đã làm rồi chúng ta cứ repeat mà nó bị hư, cứ như thế mà làm hoài. Có phải trong khi đó người ta làm không hư, mình làm lẽ ra được một tuần, một tháng, mà sao nó có ba ngày nó hư? Mình không nhìn lại cái việc đó, mình không nhìn lại cái việc đó. Tại sao mình, cho nên trong hạnh phúc gia đình, cuộc sống hàng ngày của mình, tại sao người ta sống hạnh phúc mà mình cứ lục đục? Thì mình phải nhìn lại cái hàng ngày mình đối xử, cái đối xử đó. Cho nên trong đó có một cái gọi là tâm thí. Ngoài cái nhan thí, ngôn thí, tâm thí. Tâm thí nghĩa là mình đem cái tâm mình vào trong mỗi công việc. Nhiều khi mình cũng làm việc cho người đó, nhưng mình làm thờ ơ, làm quá loa, làm cho khó làm, thì người ta cũng nhận ra vậy. Đôi khi người ta chán, người ta muốn nhờ mình. Sống chung một nhà đó, nói ra thì rất là thân, nhưng mà đâu có ai hiểu nỗi khổ của mình là thân ai đấy lo. Bước ra ngoài thì ta nhìn nó như là một cái gì nó keo sơn, nó gắn bó, nhưng mà ở trong nhà nó rời rạc. Tại sao? Tại vì ngôn thí không có, nhan thí không có, tâm thí không có. Mà tâm thí không có thì làm gì có chuyện thân thí. Thân thí là thí thân. Thân thí là mình hy sinh. Có nhiều khi mình làm cực một chút, nhưng mọi việc nó sẽ tốt hơn. Cuộc sống này nó sẽ đẹp hơn nếu mỗi người chúng ta có thêm một chút hy sinh. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa không có, thường thường Pháp Hòa đi giảng, đi pháp thoại, đa phần là phải làm thêm, chứ không có bớt nha. Em qua đây 2 ngày có công việc là không có cái vụ này à. Nhưng vì công việc mình sắp xếp được, rồi các thầy cũng khởi ý, mình thấy làm được, mình làm. Vì nhiều khi mình thân thí thêm một chút, một tiếng, 2 tiếng đồng hồ, nhưng có nhiều người được lợi làm, thì mình sao mình không làm? Nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, mình cứ sanh nặng với nhau, mà tưởng đâu sanh nặng với ai? Chồng sanh nặng với vợ, vợ sanh nặng chồng, con sanh nặng mẹ, anh em sanh nặng nhau, rốt cuộc nó không thành được cái gì hết. Mà nếu quý vị cứ tưởng tượng sống trong một ngôi chùa mà mạnh ai ấy làm ấy sống, thì làm sao ra một đạo tràng? Tại vì đạo tràng là gì? Đạo tràng là cái đàn tràng đó, nó phải có đạo tâm, đạo tình, đạo lực, nó bao nhiêu những cái tu tập trong đó, nó thành ra đạo tràng. Nói đơn giản là đạo tràng là chỗ tu, nhưng trong đạo tràng đó nó không đơn giản nếu chúng ta không có đạo tâm, đạo tình, đạo lực vân vân ở trong đó, nó không thành. Như có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, người ta kêu một gia đình, nhưng nếu chúng ta không có những gắn kết thì gia đình đó có cái danh, có cái tướng mà nó không có cái chất. Đạo tràng cũng vậy. Nếu như mà trong chùa đó cũng có đầy đủ mọi người,
cũng có mang thư ký, có mang trai soạn, có mang này mang kia, mà đụng chuyện là lan ban, mạnh ban nào đấy, thấy không? À, lên tôi cũng hỏi đạo trang, cái tiếng nó vậy thôi. Cho nên trong một cuộc sống đơn giản nhất, chúng ta đầu tư, invest. Mà muốn cuộc sống được tốt á, hay là bản thân mình có được cái công đức, mình cũng phải invest nhiều lắm. Invest vào lời nói của mình, invest vào cái nét mặt của mình. Cho nên quý vị nào muốn đẹp á, sửa sắc đẹp tự nhiên bằng cách mỗi tối ngồi thiền niệm Phật tụng kinh. Tại vì sao biết không? Khi mình ngồi á, là mình ngồi thẳng lưng nè, hai vai mình thả lỏng nè, rồi mình an tĩnh xong cái miệng mình mỉm cười nè, mình hít vô mình a di, thở ra đà Phật, hít vô còn sống, thở ra mỉm cười. Ngày nào cũng làm 15 phút nhăn nhó trong tiệm, nhưng mà về nhà tối ngồi nghiêm trang điềm đạm, nguyên một ngày mặt mình nó méo không, nhưng mà chiều lại có 15 phút chỉnh hình. Cho nên chụp hình lên chuẩn khỏi cần chỉnh, chụp hình lên cái tươi khỏi cần tưới. Quý vị có thấy một người nào mà chụp một tấm hình mà trang nghiêm mà phải chỉnh gì không? Đơn giản vô cùng. Cho nên Pháp Hòa mới thưa đại chúng, ngày hôm qua có ví dụ con anh hỏi tấm mình là gì, bản lai diện mục của mình là gì. Bản lai diện mục của mình là mặt mũi xưa nay. Mặt mũi xưa của mình là từ hồi lúc mình mới sanh cho tới 15 tuổi. Cái bắt đầu mình bắt trước người ta, mình chép lên riết cái nó. Buổi sáng ra không phải là mình, chỉ có buổi tối mới thiệt mình. Dạ, muốn biết bản lai diện mục của anh không? Tối nay rửa hết đi rồi biết. Hiểu ý không? Bản lai diện mục nghĩa là mặt mũi xưa nay chưa hề có một cái gì trên đó. Cái tâm, cái bản chất thanh tịnh của mình không bao giờ nhiễm ô. Nhưng tại sao mình bị nhiễm? Vì mình lớn lên bắt đầu mình tập tành, mình tiếp xúc cái này, mình làm quen với cái kia thì bắt đầu mình nhiễm. Ví dụ hồi đó mình không biết uống cà phê, uống nước lạnh thôi, tự nhiên lớn lên cái bắt chước cà phê, cà pháo, cái riết cái từ từ cái nghiền cà phê. Nó không phải là tội, nhưng ở đây một cái ví dụ gọi là cái bản chất và cái nhiễm thôi. Mình không biết hút thuốc, cái mình lớn lên mình bắt chước người ta. Người ta nói nam mà vô tủ như như kỳ vô phong, trai mà không có rượu như là cờ không có gió. Cho nên rồi mình cũng bắt chước, mình kéo điếu vô điếu ra, làm một điếu thôi, cuối cùng liều một đám. Làm một điếu mà liều một đám. Như vậy có phải là mình tập không? Vậy thì cái mình mới bắt đầu chớm, ngay đó mình dừng, thì gọi là dừng nghiệp. Còn nếu mình tập cho thành thói quen thì là nghiệp. Như vậy nghiệp là gì? Là cái thói quen của mình thôi. Nhưng thiếu thói quen đó là tốt thì nó thành nghiệp tốt. Ví dụ quý vị tụng kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Răng Ni Nam Mô Hắc Ra Đá Ra Đá gì đó, mình tụng nó không có trôi. Nhưng mà tối nào cũng ngồi dặn banh mắt ra mà, và lấy cái tay dò từng chữ Toro, Toro, Bà Gia, tụng riết. 10 tháng sau nó phải nhanh, vì bây giờ nó đã thành cái nghiệp rồi. Nhưng mà nghiệp tốt, biết tụng chú Đại Bi. Nhưng mà nếu như mà mình không học cái đó, mình học cái khác, lâu ngày nó cũng thuần thục và nó thành cái nghiệp xấu. Cho nên nghiệp á, nghiệp đó nó gọi là gì? Tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp nghĩa là mình collect daily, mình gom mỗi ngày một chút, nó thành ra một cái habit. Mà cái habit là cái thói quen đó, nó là thói quen tốt thì nó là nghiệp tốt, nó là thói quen xấu thì là nghiệp xấu. Cho nên cuối cùng người đó phải chết đi. Mình muốn cho người đó được cái nghiệp tốt, được cái nghiệp sạch, cho nên mình mới để tan màu trắng.
Như vậy để khăn tăng màu trắng không hề là màu xui, không có xui xẻo gì trong cái chuyện khăn tăng trắng hết. Trắng đó là cầu chúc cho người mất sạch nghiệp, bạch nghiệp. Mà ngược với bạch nghiệp là hắc nghiệp, màu đen. Cho nên ở trong kinh Đức Phật hay dùng bạch nghiệp và hắc nghiệp. Như vậy quý vị đừng có sợ màu trắng. Đèn cầy trắng cũng không sao. Ở bên Hàn Quốc, bàn thờ Phật, bàn thờ các bàn thờ, người ta xài đèn cầy trắng hết. Màu trắng là màu tinh khiết. Nhưng mà tại vì mình ảnh hưởng, ai nói em không muốn nói. Người ta cứ đặt một cái việc đó ra thì mình nghĩ rằng phải bằng đèn cầy bằng Phật phải là màu đỏ, phải không? Rồi người ta mới quy định ra một cái việc nữa là người nào mà chết á, mà dưới 60 tuổi thì trên bàn thờ của họ để đèn cầy trắng. Ai trên 60 tuổi mới được để đèn cầy đỏ. Tại vì 60 tuổi trở lên gọi là hưởng thọ, còn dưới 60 tuổi gọi là hưởng dương. Cho nên mình viết một cái cáo phó hay mình đọc cái lời chia buồn cũng phải biết cách. Người ta 60, dưới 60, người đó mới có 30 tuổi à, nói cháu hưởng thọ. Dưới 60 tuổi gọi là hưởng dương, nghĩa là hưởng được cái tuổi dương trần. Thật ra thì 60 tuổi cũng là dương trần, nhưng người xưa quy định 60 năm một đời người. 60 năm một đời người, người nào mà sống được 60 năm là trọn một vòng rồi đó, chứ gọi là hưởng thọ. Thì trở lại, chúng ta thường có một cái tâm niệm sống không phải chỉ là thu gom, mà sống mà chúng ta biết chia sẻ. Nhà Phật gọi là bố thí. Nói đơn từ, nói đơn giản theo thế gian là gì? Là ban phát, là trao tặng, là cho. Nhưng mà có những cái đâu phải có tiền mà cho được. Nhiều khi mình cho tiền mà mình nhăn nhó quá, người ta cũng khổ lắm, người ta kẹt lắm, người ta lấy chứ. Nhiều khi ta lấy tiền mà ta dám nhìn mình. Ta nhìn xuống thôi, tại ta nhìn thấy mình ta sợ quá. Cho nên mình phải nhan thí, phải ngôn thí, phải tâm thí, phải thân thí. Thân thí là sự hy sinh. Có người hỏi Pháp Hòa, trong cuộc đời đi tu của thầy, thầy có được ai thương không? Làm gì không có. Em không biết bao nhiêu thôi. Nhưng mà có những người thương. Và có một cái rầm. Có những người thương mình như con, vì các vị đó là cha mẹ, tuổi như cha mẹ mình. Có những người thương mình như cháu, vì các vị đó tuổi đang ông bà mình. Có những người thương mình như anh chị, thậm chí thương mình như em út, thậm chí thương mình như một người yêu. Nhưng các vị đó cũng đều là trong tình thương và hy sinh đó. Mình thương người đó, mình sẽ trợ duyên cho người đó, để người đó trọn vẹn cái lý tưởng, cái tâm nguyện của người đó. Cuộc đời Pháp Hòa có được một cái duyên là ít nhiều gì cũng gặp một vài vị xuất gia lớn tuổi. Mặc dù các vị lớn tuổi hơn Pháp Hòa, đáng tuổi ông bà, cha mẹ, nhưng trong đạo các vị đều là người đi tu sau Pháp Hòa. Cho nên các vị, nhưng trong đạo các vị gọi Pháp Hòa là sư huynh, hay thậm chí gọi là thầy. Nhưng Pháp Hòa biết trong thâm tâm quý vị đó thương Pháp Hòa như một người con, người cháu. Cho nên quan tâm chăm sóc từng miếng ăn, miếng uống, lúc mình bệnh, vân vân. Và thậm chí các vị biết Pháp Hòa cực khổ, lo việc chùa, đi giảng về thì biết bao nhiêu việc phải giải quyết trong chùa. Các vị không giúp được cái gì ngoài cái chuyện gọi là lo cho miếng cơm, miếng nước. Cái đó không phải là thân thí sao? Nhưng mà nếu cái thân thí đó không có tâm, tâm sao làm được? Nếu có ráng lắm,
mùng 3 tới mùng 7 có sàn có sảy cũng ráng tới mùng 10, không thể làm lâu được. Như vậy mình nhìn lại mình thấy vợ của mình tại sao 50 năm nay vẫn chăm sóc cho mình. Nếu quý vị có cái thiền quán, quý vị sẽ thấy rằng người vợ này chính là người đã tâm thiết và thân thiết với mình. Mình khó dàn trời mây, ăn uống không hề dễ, nhưng mà người đó vẫn bên cạnh mình, biết hy sinh, biết chắc chiêu để lo cho mình những miếng ăn, thì mình sẽ tự nhiên mình sẽ ngôn thí. Người đó thân thí và tâm thí thì mình sẽ ngôn thí trở lại, đừng có khen chê mà biết tiếp nhận. Thậm chí cái nhãn thí là nhìn bằng sự cảm thông, thôi bữa nay ăn mệt rồi, nấu gì đại khái ăn cũng được, còn bữa nào mệt nữa thôi mua ăn đi, đừng nấu nữa. Có những lúc mình phải lên tiếng, bữa nay mệt lắm, em cũng đi làm mệt, thôi mình đừng có nấu nướng gì nữa hết, đi mua về ăn đi, một bữa thôi. Chỉ một câu nói đó tự nhiên sẽ làm người đó nhẹ lòng, đi mệt quá mà về phải nghĩ tới cái chuyện nấu nướng. Nhưng nếu chúng ta có con mắt nhãn thí thì chúng ta sẽ đi tới người đó tâm thí với mình cách này, mình tâm thí với họ bằng cách khác. Mình họ thân thí với mình bằng cách họ nấu, mình hãy thân thí với họ bằng cách là nhẹ nhàng ăn qua loa một bữa. Cái này lâu lâu nó mới áp tính, nó mới có mặt đó. Cho nên cuộc sống này, nếu chúng ta có được cái tu tập như vậy, chúng ta là một Phật tử chân chánh, một Phật tử có cái mắt, có cái ngôn từ, có cái thân, cái tâm chúng ta sống đối với nhau. Có những lúc người đó làm việc này cho mình, có nhiều lúc Pháp Hòa thấy các bác lo này lo kia, nó thôi khỏi, đơn giản cũng được. Và thậm chí có nhiều khi trong một khóa tu các vị phải nấu ăn quá nhiều cho nhiều cái số lượng người, thì mình thấy ai mệt quá mình nói người khác thế một chút, cho các vị này được đi nghỉ một chút. Cho nên trong cuộc sống của mình, nhiều khi quý vị vô trong tiệm làm cũng vậy, thấy những người làm của mình có vẻ mệt mỏi, mình cho người đó một tiếng nửa tiếng nghỉ ngơi. Đó là cái đức của người làm chủ. Và chính giây phút đó người chủ đang tạo một cái phước. Phước đó là phước gì? Phước là mình được người làm trân quý mình, vì mình sống bằng cái tâm. Mình nhìn người, mình biết người ta mệt, mình cho người ta một giây phút thảnh thơi. Có nhiều lúc mình rỉ rả, mình nói riết, người ta nghe nó mệt ốc, nhức tai, nhưng mà ta không dám nói. Thôi mình cũng bố thí chút, tha cho nó 10 phút đi. Đừng nói, cho nó yên tĩnh được 10 phút. Quý vị có thấy người Mỹ đôi lúc họ cũng thẳng thắn lắm, không? Can you give me a break? Không? Give me a break. Đôi khi họ mệt mỏi quá, họ phải xin mình cho họ một khoảng không gian trống. Trong cuộc sống, bây giờ quý vị nhìn lại một năm mình đi làm nè, có phải tháng nào hầu như cũng có một ngày lễ để được nghỉ không? Hình như kiểm lại tháng 1 có New Year, tháng 2 có lễ gì đó, tháng 3 có lễ gì đó, tháng 4 có lễ. Hình như mỗi tháng đều có một ngày để mọi người break. Học sinh mà còn có spring break, winter break, summer break, phải không? Cho nên ai cũng cần có một cái break hết. Ở chùa cũng vậy. Ở chùa Pháp Hòa mấy chục năm nay, kể từ khi có chúng vào tu, chiều chủ nhật sau khi gia đình Phật tử sinh hoạt xong, cả chùa xúm nhau ra dọn dẹp lau chùi tới tối. Bữa đó nghỉ tụng kinh tối, và sau khi clean up chùa xong mọi người được nghỉ ngơi cho tới sáng ngày thứ hai, không cần thức dậy công phu, cho mọi người nghỉ khỏe một chút. Rồi bắt đầu ngày thứ hai mình sẽ bắt đầu một ngày mới khoảng chừng 9-10 giờ sáng. Tại vì suốt từ thứ ba cho tới thứ bảy,
ngày nào cũng 5 giờ sáng tới khuya, hành trì một ngày 4 thời kinh, rồi công việc chùa vân vân. Cho nên phải có break. Rồi bây giờ sao, ví dụ mà từ lúc mà ví dụ cái từ lúc Covid còn bày ra thêm cái vụ livestream tụng kinh online. Mà mấy thầy online biết mấy thầy muốn offline luôn. Cho nên lâu lâu Pháp Hòa thấy sao khóa tu rồi, cái Pháp Hòa cho nghỉ tụng. Nghỉ mấy ngày khỏi tụng, tức là chùa vẫn tụng kinh nhưng không có live, không có online. Để cho các thầy đỡ cực chút, chỉ tụng kinh thôi. Phật tử vẫn về chùa, chùa vẫn giữ thời kinh đó, nhưng nó đỡ một việc một chút là không cần phải online. Tại vì online là phải có người ngồi máy, mà có người ngồi máy là có người phải dẫn kinh. Thì trên đại chúng ta mới tụng được. Còn nếu mà không có người dẫn kinh thì làm sao đại chúng tụng? Mà mấy bà già ông cụ thì đâu có biết cái vụ ngồi máy, chỉ có các thầy trẻ thôi. Ngay cả bây giờ Pháp Hòa mà biểu ngồi vô cái máy đó, một đứa biết làm gì. Cho nên không có ai hết thì buộc lòng phải cho nghỉ ngơi. Mà mấy thầy vừa phải đưa đón, vừa phải sắp xếp phòng nè, đủ việc trong khóa tu hết, rồi phải cử một người ngồi trên cái livestream suốt tất cả thời khóa trong khóa tu 4 ngày, 10 ngày. Cho nên sau khóa tu cho nghỉ vài ngày, gọi là break. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, có đôi khi chúng ta cho một người đó một khoảng không gian cũng là một hình thức hiến tặng. Không phải lúc nào người đó cũng phải sát cánh bên vai, nhưng mà cho người đó một không gian. Như vậy chúng vì sao? Vì chúng ta nhìn và chúng ta biết. Đôi khi Pháp Hòa thấy các thầy mệt, không dám nhờ việc đó, vì thấy các vị cần nghỉ rồi. Cho nên mình phải có nhan thí, nhãn thí và thân thí, tâm thí. Nhiều khi mình thương người đó thì mình cho người đó được cái tình thương của mình, hoặc bất cứ cái hình thức nào mà mình biết người đó đang cần. Có đôi khi một lời an ủi, có đôi khi một cái nhắn tin, một cái cú phone, một lời chúc, thậm chí không nói một lời nào, chỉ cần mình có mặt bên cạnh người đó, nắm tay người đó, tròn vai người đó, vỗ về người đó, họ vẫn hiểu được mình đang cảm thông với họ. Tại vì trên đời này có những lúc chúng ta không cần nói một lời nào, chúng ta chỉ cần có mặt thôi là đã đủ cho nhau. Cho quý vị biết rằng đó, có mặt cho nhau rất quan trọng. Và mình phải luôn luôn nhắc mình có mặt cho nhau. Cho nên làm gì làm, đi đâu đi phải có mặt về nhà. Chiều vợ chồng con cái có mặt cho nhau, hạnh phúc nó sẽ được bồi đắp, nó sẽ được nở hoa. Cho nên rồi làm thì làm, nhưng cũng không có giờ nghỉ. Nhan thí, ngôn thí, tâm thí, nhãn thí, thân thí. 5 cái thí đó có tốn đồng nào không? Không tốn gì hết. Kế đến chúng ta có tọa thí. Tọa thí là nhường chỗ ngồi. À, mình đi lên xe bus, đang ngồi có chỗ, thấy một phụ nữ có mang, đứng dậy mình nhường. Vì người ta đang có mang, người ta cần cái chỗ ngồi. Một bà cụ đi lên, mình nhường cái chỗ ngồi. Cho nên gọi là tọa thí. Bên cạnh tọa thí, chúng ta có phòng thí. Đi tu tập, chia sẻ phòng ốc với nhau. Nhiều lúc cái phòng có 4 người mà nhét 5 người. Thậm chí cái giường nó mình dít qua một chút, người kia có thể ngã lưng được vài tiếng. Ăn thì nhiều chứ ngủ bao nhiêu. Cho nên mình được như vậy, tự nhiên cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng ra. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta không cần ai phải bồi đắp gì cho mình hết. Gọi là gì? Bố thí mà không mong đền đáp. Vì sao? Vì chúng ta thấy mình làm được, khả năng mình làm được thì làm thôi, chứ có gì mà phải đền với đó. Nhưng tự thân của mỗi người chúng ta nhận hiểu sống rằng mình nhận ơn phải đền ơn. Mặc dù người ta không cầu mình đền ơn,
nhưng sống mà biết ghi ơn, nhớ ơn để đền ơn, đó là cái đức tốt. Như vậy cả hai tu hết, người làm không cầu báo, nhưng người nhận phải tự biết mình đang nhận ơn và phải sống như thế nào để đền ơn. Có đôi khi đền ơn không phải là kiếm cách trả lại, mà chúng ta sống như điều người đó làm. Phải không? Ví dụ bây giờ người ta lau cái nhà nó sạch sẽ, mình bước vô nó, wow, chỉ mới lau nhà hả? Vậy cái sách dép đi mơ vô tiệm, vô chỗ người ta vậy, cho nó dơ bẩn vậy. Tức là chúng ta không cần phải, chúng ta phải cầm cái chỗ chúng ta quét lại, nhưng chúng ta đi như thế nào để thể hiện rằng mình trân quý cái gì người ta mới vừa lau sạch. Một cái bàn người ta lau sạch, mình đứng dậy thì mình phải biết lau trở lại. Cho nên xin thưa đại chúng, đơn giản lắm. Mình đi vào trong nhà vệ sinh, cái nhà vệ sinh nó sạch như thế nào lúc mình bước vào, đi ra phải sạch như vậy. Đó là một sự đền ơn. Chứ dù chỗ đó là chỗ công cộng, mình trả tiền service, nhưng nếu ai cũng nghĩ như mình thì cuộc sống thì nó chỉ là sự đổi chác chứ đâu có gì hết. Không ai trả tiền để bắt buộc gì mình, nhưng mình có những cái sống rất đẹp. Người ta bắt cái ghế ngay thẳng, mình đứng lên rồi, ngồi rồi, đứng dậy phải đẩy ghế vào. Đơn giản vậy thôi. Và đôi khi mình quên nha. Không phải mình cố tình, nhưng mình đã quên cái điều đó. Và nếu chúng ta quên thường xuyên, chúng ta thành một cái thói quen sống buông lung. Xài cái gì dùng đó, đứng dậy để ghế đó, cây kéo kéo tủ ra xài dùng cây kéo đó, cây dao xài lợi đó, nó lặt vặt trong ngày. Mà quý vị biết chính những cái lặt vặt đó dễ xa nhau đó. Và nhiều khi á, trong nhà không có gây gì á, ngoài chuyện lấy kéo không cất, ngoài chuyện lấy dao không cất vào, uống sữa uống ly xong không rửa, cái áo không máng lên, đâu gây gì lớn đâu, toàn là gây những cái chuyện nhỏ nhỏ vậy đó. Rút cuộc ra mình á, người thì to, nhà thì bự, nhưng mà gây cái kéo, cái dao, cái thớt, cái ly. Vì chúng ta quên những cái chuyện nhỏ đó, mà chính cái nhỏ đó nó mới bồi đắp, nó là cái chính, nó là cái nhỏ, nhưng mà nó là cái chủ yếu để thấy được mọi cái tâm tánh của chúng sanh. Cho nên mình tu á, đừng có nói chuyện cao xa trên đâu, hãy trở lại nhìn cái đời sống của chúng ta. Chúng ta sống như thế nào, chúng ta đối với nhau như thế nào. Cho dù mình sống một mình, cũng đừng có cái buông lung như vậy, để mình thành một thói quen đi tới đâu mình cũng ngăn nắp trật tự như vậy. Sự đền ơn của chúng ta không cần phải làm gì cao xa, cứ đơn giản lấy đâu để đó đàng hoàng, lau chùi sạch sẽ sẽ được vô vàn biết ơn. Đơn giản. Người ta nấu cực cho mình ăn, mình chỉ cần ăn một cách trọn vẹn. Cái gì mình thấy mình chưa có khả năng ăn, chưa biết ăn, lấy ít thôi. Thích thì lấy tiếp. Đừng có để cái con mắt nó to hơn cái bụng. Lấy nhiều theo con mắt mình nhìn, sau đó ăn không hết lại phi. Phí của là một việc, phí công người nấu là hai việc, và phí luôn công đức tu tập của chúng ta. Cho nên một việc nhỏ mà nó tốn ba thứ: bản thân mình, của cải và người khác. Thế thì mình tu, Phật giáo dạy mình tu gì? Không phải nói chuyện giao ly, không phải nói cái chuyện gọi là siêu việt gì, nhưng cái mục đích của Phật giáo là làm sao chỉnh đốn, hướng thượng cho mỗi con người, để chúng ta có một cái đường sống, hướng thượng sống. Thì chính giây lúc đó chúng ta là làm rạng rỡ cho Phật Pháp. Chúng ta hoằng pháp lợi sinh, không phải là chúng ta có thể đi giảng thuyết, mà hãy hoằng pháp lợi sinh ngay trong cái mái gia đình của mình. Vì chữ hoằng pháp là gì? Làm cho giáo pháp rộng rãi. Lợi sinh là cái gì? Lợi cho tất cả chúng sanh mình làm. Sống như thế nào, nói như thế nào, nhìn như thế nào, làm như thế nào để người đó cảm thấy được sự an lạc trong cái ở với mình được. Sống như mình mà không có an lạc,
lúc nào họ cũng phập phồng, họ lo sợ, họ lúc nào cũng có sự dè dặt phòng thủ, tự nhiên sống với nhau mà giống như hai cái thế giới chiến tranh vậy. Nó không thoải mái. Quý vị có cảm nhận được điều đó không? Mình đi chơi với ai mà mình thoải mái, mình sẽ dễ chịu hơn. Mà mình sống sao mà để người đó lúc nào cũng phải có một sự phòng thủ với mình. Vì sợ quá, sợ mình quạt họ lúc nào không biết, sợ mình la họ lúc nào không hay, sợ mình mắng họ lúc nào. Cho nên nếu mình thấy cái người cái lúc nào gặp mình cũng rụt rè, cũng sợ hãi, thì chúng ta cũng nên nhìn lại của mình sao mà để ta cảm thấy lúc nào người ta cũng có một sự sợ hãi đối với mình. Cho nên trong kinh diễn tả đó, Đức Phật và thuyết pháp đó, chim muôn các cái loài này loài kia đều cảm nhận. Cái đó không phải ta nói chuyện mê tín dị kỳ, ý ở đây muốn nói cái tâm từ bi của Đức Phật có thể cảm hóa được tất cả muôn loài muôn người. Mà con ếch mà phải có thể kêu lên tiếng, cỏ cây mà phải khác đi, ở đó chỉ muốn nói cái năng lực thôi. Cái năng lực tươi mát nhẹ nhàng của mỗi con người chúng ta, nó làm cho người xung quanh mình cảm nhận được một năng lực. Nói ví dụ năng lực nha, ngày hôm qua có một cô là ở đây đứng chụp hình, xong cái cổ vuốt vuốt trên da mà cũng quăng lên người cổ. Con xin chút năng lực của thầy, mấy tuần lễ nay tiệm nẹp cũng ế quá. Bữa nay em ra tới tiệm nail rồi đó. Nhưng mà thật sự ra cái đó không có gì là sai, đó là một cái dễ thương của cô thôi đó. Còn cô nghĩ là khi mình đến với một người nào đó mình thương quý thì cái người đó có giống như cho mình được một cái năng lực. Nhiều khi lợi bắt cái tay, lợi ôm một cái, lợi vuốt cái đầu vân vân, người ta cảm nhận. Người ta cảm nhận thôi. Cũng giống như xin lỗi đại chúng mà giống như mình vậy. Mình lại Phật xong mình lại vuốt chân Phật, vuốt vuốt đầu vậy đó. Hồi nhỏ qua cũng hay có cái màn đó lắm. Cho nên thưa, mình cảm nhận giống như Phật có một năng lực gì đó. Cho nên mình đến với Ngài, mình đảnh lễ xong mình cũng lấy tay mình chạm lên cái thân tượng của Ngài để mình nhận được. Có thể cũng có, vì cái chỗ đó bao nhiêu người đảnh lễ, người ta gửi gắm năng lượng của người ta vào đó, nhiều khi cái tượng đó cũng có sức mạnh lâu ngày đó, phải không? Cho nên con người cũng vậy. Nhiều khi mình hồi nhỏ đi, thí dụ như đi đâu xa về, cái người mà mình thích được gần gũi ôm nhất là mẹ của mình. Đơn giản vậy đó. Khi mình nói tới cái gì mà mình muốn được ôm ấp, muốn được dỗ về, muốn được nghĩa là nũng nịu, thường là hình ảnh của người mẹ, dù mình bao nhiêu tuổi cũng vậy. Cho nên nó có bài hát đó, nhớ thở xưa con chẳng biết nu đùa, nũng nịu chỉ được đòi mẹ cho quà cho cáp và được nhõng nhẽo với mẹ. Thì mình cũng vậy, đôi khi mình cũng nhõng nhẽo với Phật vậy đó. Kỳ này Phật không phù hộ con. Cũng nhõng nhẽo như thế. Con nhớ con muốn tụng chú Đại Bi dữ lắm. Con muốn hành trì ngày 21 biến mà sao không thấy gì hết trơn. Thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt ở trong kinh đó, có dạy một câu: để chúng ta tăng trưởng cái gốc công đức, khi chúng ta bố thí đừng mong cầu đạt. Thì Pháp Hòa mới dựa theo cái câu bố thí này, Pháp Hòa nói thêm với đại chúng: nếu nói bố thí thì ngoài cái gọi là tài thí, pháp thí, vô quý thí, chúng ta còn có 7 thứ thí khác mà không cần tốn tiền. Thí dụ tài thí là cho quần áo, cơm, gạo, nhà, cửa, đó là tài thí. Mà tài thí nó hai loại, bố thí nó hai loại tài thí. Và tài thí trong đó có ngoại tài, nội tài. Ngoại tài là tiền của. Nội tài là gì? Là những cái thân thể của mình. Ví dụ mình hiến gan, hiến thận, hiến máu, vân vân của mình cho những người khác. Đó là nội tài. Tài sản của tự thân của mình. Đôi khi mình đi vào những cái chỗ người ta lấy máu từ thiện, lâu lâu mình cúng dường
vài lít máu. Lâu lâu hoặc là người ta cần những cái gì mình cho, có nhiều mình có thể chia được, có nhiều người ta cho thận, hoặc thậm chí người ta ký một cái giấy nếu người ta lỡ có qua đời bất cứ lý do nào mà cơ thể người ta sử dụng được bất cứ cái gì mà người khác có thể cần sử dụng được, người ta thí, cái đó là nội thí. Còn ngoại thí là mình cho tiền của vật chất, nhà cửa vân vân. Rồi bên này mới bố thí là có nội tài, ngoại tài, phải không? Gọi là tài thí. Rồi pháp thí. Pháp thí là gì? Là lời nhắc nhở, thuyết giảng, gọi là pháp thí. Vô quý thí là cho người ta không cái sự không sợ hãi, an ủi người ta, cho nên không có được hù dọa người khác. Trời ơi, chị đừng có tụng kinh Pháp Hoa nghe không? Tụng Pháp Hoa ở nhà xào xáo đó. Cái đó không phải là vô quý thí, mà là mình đang quý khủng bố người ta. Chị đừng có tụng chú Đại Bi, tụng chú Đại Bi riết khùng. Có nhiều người nói vậy. Chị tới nhà người ta thấy người ta thờ Phật, trời ơi tại sao ở nhà chị mà dám thờ tượng? Tượng chỉ được chùa thờ thôi, ở nhà chỉ được thờ hình thôi. Ai nói điều đó? Có kinh sách nào nói đâu. Mình tự nghĩ ra mình nói, hoặc mình nghe ai đó nói, mình không có kiểm chứng chân lý, mình cũng nói y chang như vậy để mình làm người khác sợ hãi. Cho nên không nên có những cái hình thức như vậy làm cho hoang mang những cái người tu tập. Không có cái việc gì trong vấn đề sai lầm tụng kinh. Không có một quyển kinh nào Phật tử được tụng và không được tụng cả. Ở nhà Phật tử muốn tụng bất cứ kinh gì, quý vị cứ tụng. Có cái điều là nếu kinh nào mà chúng ta cảm nhận lời lẽ ý nghĩa gần gũi với mình, cái thời lượng kinh nó không quá dài đủ cái thời gian mình tụng, quý vị chọn cái bài kinh đó thành cái tâm kinh, thành cái bài kinh nhật tụng của mình. Thí dụ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh thì bài đó là tâm kinh, là trí tuệ siêu việt. Nhưng mình có thể chọn một tâm kinh khác. Pháp Hòa ví dụ ha, có một hôm đó Pháp Hòa đi đến cái nhà đó và cúng, thì Pháp Hòa tụng cái bài Đệ Tử Kính Lại Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà, thì có một anh Thiên Chúa, anh đứng ở đó, anh đứng nó xong cái tự nhiên tới cái câu nguyên cái bài đó làm cho anh chấn động. Anh Pháp Hòa cúng xong, thầy hồi nãy thì cúng cái bài gì mà hay lắm, thầy cho con cái bài đó được không? Sau khi Pháp Hòa cho anh bài đó, quý vị biết không, ngoài hằng ngày anh hành trì kinh của anh, đêm nào anh cũng tụng thêm bài này nữa, anh tụng rất anh thuộc lòng luôn, vì bài đó bây giờ là tâm kinh của anh. Như vậy tâm kinh không phải chỉ có bài Bát Nhã. Nếu bài đó phù, bài nào phù hợp cho bản thân mình, có công năng chuyển hóa khổ đau của mình, bài đó đều là tâm kinh của mình đó. Tâm kinh là gì? Là kinh ruột. Giống như mình đi hát, mình tập bài ruột chứ đó. Mình tập bài ruột, cái mỗi lần kia mình lên là mình hát bài đó à. Mặc dù mình hát nhiều bài, mà mấy bài kia mình hát dở. Không, mà mình hát hay. Hồi đó Pháp Hòa hay bài cho các thầy nhỏ cái kinh nghiệm đi giảng. Khi đi giảng cũng vậy, có thể mình chọn một hai bài nào ruột của mình bí quá, nói y bài cũ, nhưng mà người mới ta nghe cũng mới tâm à. Mà thậm chí người cũ còn nghe, hình như tôi chưa nghe vì tôi có cái bệnh quên. Nghe rồi quên rồi, cho nên hỏi bài này nghe chưa, hình như hỏi nhớ gì không, dạ không, ta nói lại đi. Thầy cũng có cơ hội nói nữa. Cho nên ngày hôm qua có vị thường tọa dạy cũng nghe, quần chúng Phật tử người ta cần cái gì, cần giáo lý căn bản. Quý vị phải biết thế nào là tam bảo, thế gì gọi là tam quy, cái gì gọi là ngũ giới, cái gì gọi là tứ diệu đế, phải không? Quý vị nắm được những cái giáo lý căn bản của đạo Phật, Phật tử là mình phải thứ nhất phải biết tam quy là gì, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thế mà lại hỏi em nói cái ta mới một quy cái chạy theo. Mình phải thuộc lòng tâm quy là gì?
có cái anh chàng đó, hỏi thầy mới đúng chùa không, nhắm mắt tụng kinh là anh vô anh chĩa đồ thấy. Bữa nọ ông đang lay hoay gom đồ của chùa, gặp thầy đi tới, anh bí quá hết đường chạy, anh chui vô bàn Phật anh chạy, anh trốn chạy. Xong cuối cùng bữa đó thầy lên thầy tụng sám hối, thầy tụng cái bài kinh mà nghe tha thiết quá: đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu vất vưởng. Anh nghe hết cái bài kinh sám hối đó, anh chui ra nói: dạ bạch hòa thượng, con là đứa ăn cắp đồ của chùa xưa nay, hôm nay con nghe thầy tụng kinh sám hối con thấm quá, con xin thầy cho con được quy y. Sẵn dịp ông thầy không ngờ bữa nay mình nạp mạng, thầy mới vô đây quy y con. Ông cầm cái dùi chuông giỡn trên đầu một cái: quy y Phật, đừng ăn cắp nghe con. Trời ơi, anh đau muốn chết mà anh nhắm mắt gì quá tha thiết, chắc cái lễ này lễ quy y, cho nên anh nghĩ đây là lễ quy y, cho nên anh hết lòng anh chịu trận. Và thôi, tội lỗi của mình hôm nay mình được thầy quy y, ráng chân mình. Còn nữa không thầy, còn hai quy nữa không? Ông làm ba quy ba cái nệnh, xỉn miễn luôn, về nhà không còn tâm hồn sức khỏe gì để nói chuyện với vợ. Vợ nói: sao bữa nay ông hiền quá vậy? Nói sao bà đừng có hỏi nữa, bữa nay tôi quy y rồi. Trời đất ơi, ông thầy nào mà hay quá. Ông chồng tôi là ông nghĩa là dập trời khuấy nước, và bữa nay thầy đổ được ông quy y. Anh quy y ở đâu? Dẫn em đi. Ông chồng nói: thôi bà ơi, cỡ tôi ba quy còn chịu nổi, bà nhất quy là bà làm dài nữa. Tam quy: ngũ giới. Ngũ giới gọi là ngũ giới là gì? Dạ giới đi ngủ. Người nào mà ngủ nhiều nói: dạ con giữ đủ ngũ giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Đó là năm giới. Mà năm cái giới này chính là nền tảng xây dựng đạo đức của một con người. Quý vị cứ nghĩ đi, một người mà không phạm năm này có phải là tư cách, nhân cách họ có không? Mà gia đình nào mà giữ được năm cái này, gia đình nó hạnh phúc không? Xã hội mà con người giữ được năm cái này, xã hội nó bình an không? Cho nên lá cờ Phật giáo treo trước cửa chùa có năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, tượng trưng cho năm giới. Và năm cái giới đó, năm cái màu trên lá cờ Phật giáo đó còn tượng trưng cho năm châu: Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Nếu năm cái thế, năm châu này mà giữ được năm giới này thì tất cả nó đều có cái sự chan hòa với nhau. Cho nên dưới lá cờ Phật giáo nó có năm cái nhỏ nhỏ. Năm cái nhỏ nhỏ đó là sự dung hòa, dung nhiếp với nhau. Nước này không xâm phạm nước kia thì nước kia cũng không xâm phạm nước này. Mình biết tôn trọng đời sống của nhau thì người ta sẽ tôn trọng đời sống của mình. Mình biết giữ cái ngôn từ với nhau thì người đó sẽ cẩn ngôn với mình. Đó là cái sự dung nhiếp. Cho nên Phật tử thuộc giáo lý căn bản, thuộc không phải để trả bài, mà thuộc để mình nhắc nhở mình sống. Tôi đại chúng là bên năm truyền Phật giáo đó, cư sĩ tại gia thường ngày ta tụng, ta đều tụng năm giới này hết. Ta tụng năm giới này hết. Tại vì thì sao? Vì nó như là một nền tảng đạo đức để hướng dẫn cho con người. Còn mình chờ đợi tới nửa tháng mới tụng lần, có nhiều Phật tử quy y xong rồi mất tích luôn, không bao giờ thấy giữ ôn tụng năm giới gì hết. Cho nên nãy trong này có một câu hỏi này:
con quy y rồi mà giờ con renew được không? Được chứ sao không? Nếu cái passport mình cũ quá, nếu như hồi nhỏ đó, mình quy y đó, bây giờ lớn lên nên quy y lại. Cái chữ quy y lại không có nghĩa là mình phản thầy cũ mình không lại, mà mình làm mới lại năm cái giới này bằng tất cả ý thức của chúng ta. Hồi nhỏ mình không biết gì hết, ai dẫn mình vô biểu lại biểu quỳ nói thôi. Nhưng bây giờ mình lớn rồi, mình ý thức quy y là gì, mình ý thức năm giới là gì, mình phát nguyện mình giữ. Cho nên cái chữ renew này là mình làm mới lại năm giới pháp ở nơi tâm thức của chúng ta. Pháp danh mình có nhớ, giữ pháp danh cũ không có thay đổi, không có thay đổi pháp danh. Trừ khi nào mình quên mất luôn pháp danh của mình thì lúc đó mình mới xin lại cái pháp danh mới. Còn nếu mình nhớ pháp danh nên giữ pháp danh cũ, nhưng trong cái lễ quy y của thầy đó mình nên có mặt để mình đọc lại năm cái giới này, để năm cái giới này bây giờ nó trở thành ra tự ý thức của mình, phát tâm mình nhận, chứ không phải là gieo duyên nữa. Ý thức được khổ đau của sự sát hại, cho nên con nguyện không giết hại chúng sinh, không tán thành khuyến khích mọi sự giết hại. Ý thức được bất công của trộm cắp, con nguyện không lấy của người khác. Và con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là đối với những người trong hoàn cảnh khó khăn. Đó là nghĩa thứ hai. Thì quý vị thấy rõ nè, ý thức được đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra, con xin học tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con, hạnh phúc của người. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của con thì phải biết bảo vệ của hạnh phúc của người khác. Và đây là con đường duy nhất để bảo vệ trẻ em, để nạn tà dâm không tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của những gia đình trong đời sống lứa đôi. Điều phát nguyện thứ ba, đạo đức thứ tư, ý thức được lời nói có thể mang đến hạnh phúc cho người, lời nói cũng có thể mang đến khổ đau cho người. Cho nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang an vui hạnh phúc cho người. Con nguyện không loan truyền lên án những điều con không thấy biết rõ ràng. Và con nguyện thực tập lắng nghe để có thể thấu hiểu được những niềm đau nỗi khổ của người khác, và để cho người khác có cơ hội trút đi những niềm đau nỗi khổ trong lòng. Như vậy cái giới thứ tư á, chúng ta tập nói và tập nghe. Điều phát nguyện thứ năm, con ý thức được rằng thân thể này do ông bà, cha mẹ, tổ tiên trao truyền. Con nguyện không tổn hại thân tâm này bằng rượu, thuốc lá, xì ke, ma túy, rượu chè, vân vân. Vì con biết thân này ông bà, cha mẹ cho mình, phải giữ thân để trả hiếu cho ông bà, tổ tiên và làm lợi ích cho mọi người. Những sách báo, phim ảnh chứa đựng độc tố của căm thù, sợ hãi, vân vân, con nguyện không tiếp xúc vì không muốn tâm thức mình bị dao động, bị ảnh hưởng. Có những phim hành động bắn giết mưu mô, mình coi riết mình nhiễm ô những cái mưu mô bắn giết đó, cho nên mình cũng nên giảm nó để tâm của mình được thánh thiện, được thuần hóa. Như vậy quý vị nghe năm giới này, quý vị thấy có cái gì liên hệ đến một đạo giáo mà hay là có cái điều gì nó xa rời với cuộc sống của con người không? Quan tâm ảnh hưởng đến đời sống con người vô cùng. Cho nên năm giới này cần phải được ôn đọc thường xuyên để đời sống con người chúng ta mỗi ngày mỗi thêm thăng hoa. Gần đây trẻ em bỏ học vì ghiền game. Rất nhiều những trẻ em mới 16, 17 tuổi mà bây giờ gần như không muốn đi học, chỉ muốn ở nhà ôm cái game. Và thậm chí có những em chỉ mới 13 tuổi, 14 tuổi mà đã dùng dằn, quạo vọ, hung hãn bởi những cái game mà các em đang chơi đó. Cho nên nó nguy hiểm trong tâm thức của chúng ta. Xin lỗi, con người còn bị nghiện, người lớn còn nghiện chứ đừng nói con nít. Cho nên
chúng ta đều phải có những cái nền tảng đạo đức căn bản đó để hướng dẫn chúng ta. Như vậy Phật giáo không phải là chúng ta tin ngưỡng Đức Phật thờ cúng, mà chúng ta phải học những gì mà Đức Phật hướng dẫn cho một đệ tử, mà nói cho cùng là cho con người. Nó rộng rãi là cho con người. Bất cứ gia đình nào không phân biệt tôn giáo cũng cần giữ năm điều này để nền tảng hạnh phúc có, để đạo đức của một con người. Hôm nay Pháp Hòa thấy trong danh sách cũng có một số các vị xin quy y Tam Bảo, thì sẵn đây Pháp Hòa cũng chia sẻ như vậy, để quý vị nào chưa phát tâm, vì lâu nay còn sợ, quý vị nghe xong quý vị phát tâm. Quý vị nào đã phát tâm rồi nên nghe lại để ghi nhớ sâu đậm những gì mình đã phát nguyện. Và những gì nào đang phát tâm thì biết chúng ta sẽ làm gì và cần làm gì cho cuộc sống sắp tới của mình, để cuộc đời của mình, cuộc sống mình nó thêm cái ý nghĩa. Cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội được chia sẻ tối hôm nay. Giờ quý vị có thêm khoảng nửa tiếng để trả lời câu hỏi không? Được không? Không có nhiều đâu, con phải cố gắng. Câu hỏi thứ nhất, thầy cho con hỏi, ngài A Nan nhân duyên gì mà có trí tuệ, trí nhớ siêu việt? Thưa đại chúng, ngài A Nan là một vị đệ tử của Đức Phật, mà sau này được nằm ở trong cái danh sách mấy chục đệ tử mà có những cái đặc biệt. Và vì số lượng quá nhiều cho nên các vị tổng hợp làm gọn lại còn 10 vị đệ tử mà siêu việt của Đức Phật, chúng ta thường gọi là thập đại đệ tử. Nhưng mà thật sự Đức Phật không phải chỉ có 10 vị đệ tử này là siêu việt đâu. Đức Phật có mấy chục vị, bên tăng, bên ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều có những cái đặc biệt. Nhưng ở đây sau này các ngài làm gọn lại 10 vị tiêu biểu nhất, thì trong đó có ngài A Nan. Ngài A Nan nếu nói cho đúng ra là anh em chú bác của Đức Phật. Ngài A Nan là con của người chú của Đức Phật, tức là vua Tịnh Phạn có người em trai, và ngài A Nan là con của người em trai đó. Cho nên Đức Phật với ngài A Nan ở ngoài đời là anh em chú bác. Còn trong đạo đó là ngài A Nan là đệ tử của Đức Phật, và ngài A Nan sanh ra vào cái ngày Đức Phật thành đạo. Như vậy ngài A Nan nhỏ hơn Đức Phật 35 tuổi. Khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật 35 tuổi. Và lúc Đức Phật thành đạo thì thời điểm đó ngài A Nan ra đời. Như vậy khi mà Đức Phật lớn tuổi rồi thì sau khi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên làm thị giả cho Đức Phật đó, đến khi Đức Phật lớn tuổi khoảng chừng 55-60 tuổi đó, thì trong chúng thấy rằng cần có một người trẻ tuổi để lo lắng cho Đức Phật. Bởi vì ngài A Nan, xin lỗi ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên tuổi có thể hơn Phật hoặc bằng Phật, hơn Phật của ngài Xá Lợi Phất tuổi hơn Phật. Cho nên bắt đầu trong chúng họp lại và cử ngài A Nan. Và lúc đó ngài A Nan được chọn làm thị giả của Đức Phật, nghĩa là người hầu cận lo lắng cho Đức Phật, chăm sóc cho Đức Phật. Chữ thị là gì? Chữ thị là lắng nghe và theo lời chỉ thị. Chữ giả là người, người nghe theo sự chỉ thị dạy dỗ của mình, làm cái ý mình gọi là thị giả. Ngày nay các thầy đi giảng hay là các hòa thượng lớn tuổi cũng có thị giả. Thị giả là người đi theo chăm sóc lo lắng cho mình. Thì ngài A Nan được chọn. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là ngài A Nan khi được chọn thì ngài A Nan đưa ra những cái điều kiện với Đức Phật. Quý vị thấy dễ sợ không? Nghĩa là thường thường mình được thầy chọn là mình mừng rồi ha. Vậy mà ngài A Nan ra điều kiện với Đức Phật. Trong đó, trong 8 cái điều kiện đó, thì trong đó có một cái điều kiện là Đức Phật phải nói lại hết những bài pháp mà trước khi ngài A Nan nhập vào đoàn thể tu hành
Ngài đang chưa được nghe. Quý vị thấy không? Tại vì Đức Phật, khi mà Ngài đang Phật sanh, Đức Phật thành đạo thì Ngài đang mới sanh. Và khi anh đang lớn lên mới đi tu là Đức Phật đã thuyết pháp một khoảng thời gian rồi, thì Đức Ngài đang bị miss, bị hụt đi một số các bài giảng trước đó. Thì khi mà Ngài đang nhận lời làm thị giả cho Đức Phật, thì điều kiện, một trong tám điều kiện là Đức Phật phải nói lại hết những điều mà Ngài đang chưa được nghe. Nhờ vậy mà ngày nay mình mới có những bản kinh, mở kinh ra là tôi nghe như vậy. Vậy thì cái câu tôi nghe như vậy là ai nói? Ngài A Nan nói. Và Ngài không phải một đời này. Trong kinh nói Ngài đã nhiều đời theo hầu Phật, nhiều đời làm thị giả cho Phật. Cho nên người mà gần gũi Đức Phật, nghe thầy mình giảng thuyết thường xuyên, có phải là thâm nhập không? Pháp Hòa ví dụ như bây giờ có một vị nào đi theo Pháp Hòa suốt cả 30 năm, Pháp Hòa nói tới nó luôn cũng nhiều chuyện, thì cái vị đó hiểu hết. Nếu mà có đem thông máy thông dịch để cho cái vị nó dịch, cái gì nó sẽ đoán Pháp Hòa dịch cái gì, nói cái gì. Thậm chí có nhiều Phật tử ở nhà nghe giảng, khi Pháp Hòa nói câu đó xong, cái đường đó đón, thế nào thì cũng nói câu này. Tại vì người ta nghe riết thuộc rồi, thuộc bài bản rồi. Vì ở đây nó nhân duyên gì? Nhân duyên nghĩa là cái lý do nào đó, không phải một đời, mà chúng ta phải nhiều lắm. Cũng giống như ngày nay, chúng ta nghe cái lời giáo pháp mà chúng ta phát tâm, chúng ta nghe hiểu và chúng ta thấy thích thú, dù vị thầy đó ở bất cứ nơi nào, mình nghe được rồi cũng chạy tới, đâu phải tự nhiên đâu. Trước kia mình đâu có nghĩ tới, phải không? Tự nhiên hôm nay nó chín mùi rồi, quý vị nghe rồi, đời này quý vị thấm rồi, đời sau có dịp trở lại đời này chúng ta tiếp tục nghe cái đó. Cho nên cái trí tuệ của mình không phải tự nhiên mà có, mà do huân tập nhiều ngày. Đơn giản nè, quý vị nghe một bài kinh, nghe hoài mỗi ngày, thế nào cũng sẽ thuộc. Thì giờ đã có hỏi tại sao chị thuộc vậy? Dạ tôi đâu biết đâu, tại tôi nghe mỗi ngày thì thuộc thôi. Cái gì cũng vậy, mình huân tập thường xuyên thì nó sẽ thấm nhập cái đó, phải không? Cho nên Đức Phật dạy ha, đừng khinh điều ác nhỏ mà cứ làm. Ác nhỏ mà làm lâu ngày sẽ thành ác lớn. Ngược lại, đừng khinh điều việc thiện mà không làm, việc thiện mà thường xuyên làm sẽ thành cái việc thiện lớn. Giọt nước mà mỗi ngày một giọt thì thế nào cũng sẽ đầy luôn, phải không? Rồi, như vậy chuyện ngã nan là do huân tập nhiều đời, chú tâm cho nó. Tại sao Ngài Văn Thù Phổ Hiền cởi hai con thú trong khi Đạo Phật dạy chúng ta từ bi? Ý nói là dạy từ bi mà sao các vị Bồ Tát ngồi trên lưng con thú? Và thưa đại chúng, mỗi một con vật nó biểu tượng. Và đại chúng nhớ rằng đó, những con thú, bây giờ ví dụ ha, những con thú trong cuộc sống, ví dụ con chó, mình nuôi một cái người buồn, người ta cầm một con chó, như vậy con chó đó nó làm cái lợi ích cho cái người không thấy đường là gì? Nó dẫn đường cho người đó đi. Người ta muốn kiểm soát ai mang những cái hàng hóa bất hợp pháp, họ cũng sẽ lấy con chó ra cho ngửi để mà phát hiện những cái điều bất hợp pháp đó. Như vậy một con thú mình giữ nó, mình nuôi nó hay mình dụng nó, không phải là mình abuse nó, phải không? Mà nhiều khi trong cuộc sống nó có những cái lợi ích giúp ích cho con người. Hơn nữa, đây chỉ là hình ảnh biểu tượng, biểu tướng thôi. Bởi vì con sư tử
tượng trưng cho một con thú mà nó là vua của các thú. Ở trong rừng á, mà con nào mà nó nghe tiếng con sư tử là nó khiếp vía, nó sợ, nó lui hết. Ở đây Ngài Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ. Ngài Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ nghĩa là bất cứ nơi nào bóng tối khổ đau mà có ánh sáng của trí tuệ thì nơi đó vô minh không có mặt. Vô minh là bóng tối, trí tuệ là ánh sáng. Hãy chỗ nào có đèn bật lên thì ánh sáng lui. Chỗ nào có trí tuệ có mặt thì vô minh không có mặt. Như vậy Ngài Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ. Vì Ngài có trí tuệ cho nên trên tay Ngài cầm cái kiếm cũng là một biểu tượng. Vì cái kiếm là tượng trưng cho sự chặt đứt. Mà con người có trí tuệ thì sẽ chặt đứt mọi sự vô minh, phiền muộn, chấp trước của mình. Vậy thì cái kiếm cũng là biểu tượng, con thú cũng là biểu tượng. Vì con sư tử này là tượng trưng cho gì? Nó có mặt thì những con thú khác sợ. Trí tuệ có mặt thì làm cho vô minh phải lui tan. Ác ma không, những cái mà ác pháp không thể có mặt trong tâm của cái người có trí. Và con sư tử nó màu xanh tượng trưng cho sức sống. Thí dụ như tóc mình là tóc đen mà gặp nhau cái tóc còn gì? Tóc còn xanh. Rồi người nào mà gặp nhau hỏi năm nay anh mấy cái xuân xanh, phải không? Cái gì mà nó có sức sống, nó biểu tượng cho trẻ trung thì là màu xanh. Cho nên em thích màu xanh. Thí dụ vậy đó. Cho nên con sư tử màu xanh là tượng cho sức sống. Mà người có sức sống là người có trí tuệ. Vì có trí tuệ cho nên không thấy cái gì có thể ràng buộc mình hết, mà cái gì cũng là phương tiện tạm thời, không chấp trước, không khổ đau. Đó là hình ảnh của Ngài Văn Thù. Còn Ngài Phổ Hiền tượng trưng cho người đem cái hạnh là đi vào cuộc đời này bằng tất cả những cái việc làm của mình. Nhưng mà tại sao Ngài ngồi trên lưng con voi? Vì con voi là tượng trưng cho sự chịu đựng dẻo dai, chậm chạp, nhưng mà bước tới đâu thì nó có thể thắng trận tới đâu. Hồi xưa ta đánh giặc ta đi con voi, chứ đâu ai cởi sư tử. Nhưng mà con voi nó là một sự chịu đựng dẻo dai. Mình muốn làm việc cho đời này, chúng ta cũng phải có sức chịu đựng dẻo dai, chậm chạp, mà mỗi bước chân của con voi bước có thể dẫm đạp mọi cái thứ như đó. Con voi này không phải có 2.000, mà con voi Ngài Phổ Hiền cởi tới 6.000. 6.000 nó tượng trưng cho gì? 6 phương pháp độ chúng sanh. Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Mình muốn độ sanh phải đủ 6 phương tiện này. Phải có bố thí, phải có trì giới, phải có nhẫn nhục, phải có thiền định, trí tuệ. Như vậy thì Ngài Phổ Hiền cởi con voi. Mà con voi này không phải màu đen, thường thường voi màu nâu, màu xám. Nhưng con voi này màu trắng, tượng trưng cho sạch nghiệp. Người không có nghiệp lụy mới đủ khả năng tiến hóa độ đời. Như vậy trong Phật giáo, những cái con thú mà các Bồ Tát cởi là biểu tượng. Vì nó là tượng trưng cho cái gì thì Bồ Tát cởi đó. Ví dụ như Đức Quan Âm, có khi Ngài đứng trên đầu con rồng, có khi Ngài đứng trên đầu con cá, có khi Ngài đứng trên những cái đợt sóng. Vì Đức Quan Âm là cứu khổ, mà đã là cứu khổ thì tùy hoàn cảnh mà có mặt bằng phương tiện đó. Ví dụ như người ta nói bác ơi bác, con ơi con, bác cần con chở đi bác sĩ, mà ở cái xứ này đâu có sông ngòi gì đâu, thì bây giờ muốn chở đó bác đi bác sĩ thì phải chở bằng gì? Xe. Không xe đạp thì cũng xe hơi, không xe hơi thì cũng xe căng hải. Ở đây ai xe có xe căng hải không? Xe căng hải là hai cánh. Ô, bác cần con đưa bác đi bác sĩ hả? Vậy con để lấy ghe con chở bác đi. Ở đây xong ngồi đâu mà lấy ghe. Độ người ta cần cái gì phải có phương tiện đó để độ.
con ơi con bác đói bụng quá, có gì ăn không con? Vậy hả bác, ở nhà con còn mấy gói thuốc lá, người ta đâu có cần thuốc, người ta cần ăn. Người ta cần ăn thì mình phải độ người ta bằng món ăn. Thì mỗi con thú nó biểu tượng, thì hạnh nguyện của các ngài là cái gì thì các ngài mình lấy cái biểu tượng đó để nói lên thôi. Chứ không có ác ôn gì trong cái chuyện cởi con thú hết. Biểu tượng. Mà nhiều khi mình sử dụng nó để mà mình làm gì? Để nó mình sử dụng nó đúng mức, chứ đâu có phải là mình ác với nó. Không có liên quan gì, đạo Phật dạy từ bi mà sao cởi thú. Sẵn Phong Hòa cũng trả lời câu hỏi này. Mình có đặt câu hỏi là ủa chùa từ bi sao có cái trống? Cái trống lấy da bò để cắn. Thưa, ở đây là chúng ta trong cái việc tận dụng vì con da bò nó dụng ra đó. Người ta làm bò nó bỏ ra đó. Thì mình lấy cái da trống đó, nó có hai trường hợp. Cũng là cái trống, nhưng mà cái trống nó đánh trống mua lân. Cái trống nó để người ta hát nhạc, chắc cũng sử dụng thôi. Còn bây giờ mình lấy cái trống đó để cảnh tỉnh, để rúng động, để làm một cái lễ nghi, nó có công năng ở trong chùa để mà tỉnh hóa con người, thì chúng ta đây là sự tận dụng thôi, chứ không có phải chúng ta cố tình đi tìm cái đó. Không có cũng không sao, nhưng mà vì thay vì người ta đã bịt cái trống đó ta bán ra, thì mình sử dụng cái trống đó để làm cái pháp khí, làm cái tiếng để mà cảnh tỉnh, để mà làm cái lễ nghi trong đó, để cảnh tỉnh, để thức tỉnh. Nó có công năng, công đức. Thầy cho con xin hỏi, Đức Phật nhiều tai có phải là chuẩn đề Phật mẫu? Nếu mà nói Đức chuẩn đề đó, thì Ngài chỉ có 18 tai thôi. Còn cái vị mà nhiều tai mà quý vị thấy đó, đó Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm. Thật ra cũng đều là Quan Âm cả, nhưng mà ở một cái biểu tượng nào tên của các ngài được gọi khác đi. Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn nhiều tay á, Thiên Thủ là ngàn tay, Thiên Nhãn là ngàn mắt. Trong mỗi bàn tay có một con mắt. Con mắt là biểu tượng cho cái nhìn, mà cái nhìn thấu đáo thì chúng ta thấu hiểu cảm thông. Mà khi chúng ta thấu hiểu cảm thông thì chúng ta sẽ mang bàn tay chúng ta đến để xoa dịu, để an ủi, để giúp đỡ. Như vậy đây là biểu tượng của hiểu và của giúp. Mà người mà có trong cuộc sống này, chúng sanh người ta nhu cầu cả ngàn việc chứ không phải một việc. Quý vị thấy trong chùa, chùa không có để quảng cáo ở đây chuyên môn dịch vụ tang lễ hôn nhân, chùa không có cái bảng dịch vụ. Vậy mà tín đồ Phật tử mình cần gì cũng chạy vô chùa, mà quý thầy vẫn phương tiện giúp hết. Chẳng phải là Thiên Thủ Thiên Nhãn sao? Chùa đâu có để các thầy chuyên môn chữa trị tâm lý. Ai có khổ đau gì vô gặp? Không có. Chùa cũng không để chùa chuyên môn có sinh xong bối quẻ. Nhưng chùa thỉnh thoảng cũng có chỗ cho sinh xong. Mình xin được cái xăm xong cái mình đem vô, mình nói thầy giải xăm giùm con. Thì bây giờ ông thầy cũng có cơ hội. Chà, xăm của cô hạ nha, xăm xấu. Thôi bây giờ muốn giải cái xăm này nè, từ đây tới cuối năm ăn chay tháng 2 ngày. Thôi nè thầy đưa kinh này về tụng mỗi ngày. Năm nay nhớ nghe không, vì cái sau cái xăm thì nó xấu, cho nên đừng có gây gỗ với ai nghe không. Khẩu thiệt, lấy cái chánh pháp cảm hóa người ta, người ta còn tin vô cái xăm. Bình thường kêu lợi ta nói ta chửi chết rồi. Thầy vô duyên mới gặp, mới đầu năm gặp tôi nó mặt đen hết, nhưng mà cái lá này nói nghe rầm rắp hết. Như vậy thì cái xăm nó không phải của đạo Phật, nhưng ông thầy có chánh pháp, ông thầy mượn cái phương tiện này. Bây giờ Phật tử ta tin cái lá này nè, mà bình thường nói thấm chứ nghe đâu. Nhưng mà nhờ có cái lá này thôi, nó dợn hai chữ hạ thôi nó run. Từ lúc mà cầm cái xăm hạ mà run đi từ cầu cửa vô tới tìm thầy. Giờ thầy nói cái gì?
gì cũng nghe hết, thầy làm sao thầy ráng giúp cho con được thượng thượng. Thưa thầy nói mình nghe. Cho nên á, người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà mà nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp. Thấy cái tâm họ tà rồi. Bây giờ chánh pháp mà có lọt vô tai họ cũng bóp méo là thành tà pháp. Còn cái vị đó là chánh pháp rồi, tà mà lọt vô tai họ, họ cũng sẽ sửa nó thành chánh. Như người biết nấu ăn, quý vị đưa một bó rau hư, người ta cũng biết lạc ra, người ta cho mình được tô canh. Người không biết nấu ăn đưa nguyên bó cải, nó làm hồi nát nhừ nó thôi. Ví dụ vậy đó. Người không biết cắm bông, đưa anh nguyên bó bông tươi, anh làm hồi nó dập, nó méo, nó không ra gì đó. Còn người biết cắm bông, chừng 3-4 cái bông, nó làm ra bình bông. Ví dụ vậy. Cho nên thiên thủ thiên nhãn, ngàn tay ngàn mắt. Nhưng mà tất cả việc làm nó từ cái gì? Từ cái lòng từ bi, gọi là vô ngại đại bi tâm. Phải không? Chữ đà ra đi là gì? Đà ra đi nghĩa là tổng truyền, tổng nhiếp hết tất cả các pháp, các nghĩa mà làm. Như vậy cái tượng Đức Chúa, Đức Phật, Bồ Tát Quan Âm có ngàn tay ngàn mắt. Thật sự ra bây giờ cái tượng đó, quỳ lại đó, chứ Bồ Tát nào bước vô đây mà ngàn tay ngàn mắt mình chạy đó. Chứ ở đó mà dám quỳ lại. Nhưng đây là biểu tượng, thực tế không Bồ Tát nào mà khủng khiếp gì hết. Nhưng ở đây cái tâm Bồ Tát, cái tâm Bồ Tát rồi thì việc gì mình muốn làm, thấy là làm. Cái bàn nó dơ, lau bàn. Cái ghế nó méo, sửa ghế. Ai mở lửa không tắt, tắt lửa. Không phải của tôi. Lát cháy nhà, ủa sao cháy vậy? Hồi nãy tôi thấy lửa cháy đó, mà tại không phải chuyện của tôi. Này, quá ngại. Mình thấy lửa người ta quên tắt, thì mình tắt đi chứ mắc gì phải đợi là chuyện của mình. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên trong cuộc sống cũng vậy, trong tiệm, trong hãng cũng vậy. Việc đó không phải của mình, nhưng có thể ai đó quên. Mình giúp một cái đi, cho mọi việc nó xong. Nhiều khi giận nhau mà quên, không thèm đóng cửa. Chuyện nói chuyện của họ, mai vô không còn gì hết. Rồi như vậy quý vị thấy đâu phải một người ảnh hưởng mà nguyên một cái cơ sở đó. Thiên thủ thiên nhãn. Còn bây giờ nói đến chủ đề. Đức chủ đề có 18 tay. Ở giữa ngài có 3 con mắt. Giữa có 1 con mắt, hai bên đây còn. Thì có con mắt ở giữa của Đức chủ đề đó. Phải không? Thì gọi là cái chánh trí của ngài. Còn hai bên những cánh tay biểu tượng cho phương tiện. Cho nên mỗi bàn tay của Đức chủ đề cầm món. Có tay cầm chùm nho, có tay chùm cái búa, có tay cầm xôn chuỗi. Tất cả những pháp khí mà Bồ Tát cầm trên tay biểu tượng cho phương tiện độ sanh. Mà tại sao không 15, 16 mà là 18? Bởi vì chúng ta có 3, có 6 căn. Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. 6 căn phải không? Thì mỗi căn nó có một đối tượng. Thí dụ mắt thì cái gì? Hình thức, hình sắc gọi là sắc. Cái lỗ tai thì âm thanh. Cái lỗ mũi thì mùi. Cái lưỡi thì vị. Cho nên 6 đối tượng của 6 căn là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi dơ trong 6 cái phân biệt. Thí dụ mình nghe một tiếng âm thanh, mình phân biệt cái này tuấn vũ, cái kia tuấn ngọc. Tức là mình có phân biệt. Mà có phân biệt là cái thức của nó, cái phân, nhận thức để phân biệt. 6 lần 3 là mấy? Là 18. Như vậy Đức chủ đề có 18 tài. Mà nếu chúng ta phân biệt mà vui vẻ đó, thì mình vui. Mà phân biệt để rồi hơn thua thì lại có chữ tranh cãi bực bội trong đó. Cho nên không chừng phân biệt xong thì buồn tức. Cho nên đọa địa ngục. Cho nên 10 địa ngục có bao nhiêu tầng? 18 tầng. Địa ngục có 18 tầng, nhiều khi cũng chỉ là do 6 căn, 6 trần, 6 thức của chúng ta. Phân biệt để hơn thua, cạnh tranh,
ganh ghét, để rồi chúng ta từ một cái tâm niệm vui vẻ rớt xuống. Ví dụ nghe người ta đi ngang, người ta nói câu gì đó, ta nói bà nghe không, nó chửi xíu tôi, bà nghe không đó, phân biệt như thế nghe tiếng rồi phân biệt, tự nhiên đang vui vẻ rớt cái rầm xuống địa ngục thứ nhất. Để tôi lợi đằng đó, tôi nghe nó nói gì nữa. Người ta đi rồi mà chạy theo, chạy theo để tìm cái địa ngục thứ hai. Trời ơi, nó nói xấu tôi đằng kia nữa kìa. Có phải địa ngục 18 tầng không? 6 căn, 6 trần, 6 thức, chúng ta nghe, ngóng, ngửi, phân biệt, vân vân. Vậy thì chuỗi hộp cũng có 18 hộp, cũng để biểu tượng cái đó. Đức Chủ Đề có 18 tay, cầm mỗi một pháp khí biểu tượng. Cái gì nó cũng có phương tiện cảm hóa của nó. Cho nên á, mình cũng thích nghe âm thanh lắm, nhưng thôi bây giờ mình nghe những cái âm thanh nó làm cho mình sầu khổ, đã đến lúc cần nên giảm bớt đi, để nghe những gì làm cho tâm hồn mình hướng thượng đó. Xưa giờ mình cũng thất tình mấy chặt rồi, còn mấy cái bài nhạc thất tình nó cũng làm mình sầu đau cũng mấy kiếp rồi. Thôi giờ đừng thất tình nữa, đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, mà giờ sửa lại đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Đó, quý vị lấy cái lời đó quý vị. Thầy xin thầy chỉ dạy cách niệm chú để tâm thanh tịnh. Thí dụ đang trong lúc bị stress ở chỗ làm, thấy nhân viên làm không đúng thì muốn la rầy. Này nguy à, cực à. Bởi vì khi chúng ta trì chú á, chúng ta phải phối hợp cả hai. Nếu chúng ta chỉ trì chú ở trên mặt, phần ở trên nghĩa là cái miệng mình thốt ra lời thôi, thì cái này chúng ta chỉ trì cái mặt chữ âm thanh của chú, mà chúng ta chưa dùng cái tâm để chúng ta trì. Nếu chúng ta dụng tâm chúng ta trì thì ngay cái câu thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra đi đã đủ để nhiếp hóa. Cho nên để giúp cho cái vị này giảm đi một phần, nếu như mình đang trì chú trong chỗ làm thì đi kiếm cái chỗ nào đó mình trì để khỏi thấy nhân viên làm sai. Mà nhiều khi người ta đâu có sai, ta sai theo ý mình thôi, chứ người ta cũng đâu có sai gì đâu. Ta không đúng ý mình cho mình la à. Chứ thật sự cuộc đời này nói cho cùng thì trật mình mà cũng trúng cho người khác. Thí dụ như mình muốn ta quẹo ngã này mà ta quẹo ngã kia, ngã kia cũng là ngã quẹo vậy, chứng minh là người ta đã từng quẹo ngã này mà mình không nói gì đó, tự nhiên với ta quẹo đây cái mình la. Vậy thì hôm nay nó không đúng ý mình thôi. Như vậy thì chúng ta muốn trì chú đại bi đến cái chỗ vô ngại đại bi tâm, chúng ta phải trì vừa chữ vừa âm thanh mà vừa bằng tất cả tấm lòng của chúng ta. Và chúng ta biết tạo cho mình một cái hoàn cảnh tốt. Cho nên trong khi niệm Phật, người mới bắt đầu cũng cần một cái hoàn cảnh để cho cái vị đó không bị ngoại duyên chi phối. Và hơn nữa đó, nhiều khi quý vị không cần trì gì nhiều đâu. Nếu mình biết cái tâm tánh mình còn sân si hay là nhân viên đó, mình chỉ cần trì một câu thôi: vô ngại đại bi tâm, vô ngại đại bi tâm, khỏi cần nam mô hát ra vô vậy trơn. Không, nếu như mà mình chỉ cần một câu đó thôi, nó cũng là linh chú của mình. Nó cũng là linh chú, bởi vì trong các bài chú mình chọn cho mình một câu tâm chú là ruột của mình. Như bài kinh nãy qua nói vậy đó, mình chọn được một bài kinh nào mà ruột của mình, vì mỗi lần đọc cái bài đó lên thì mình sẽ lập tức nhẹ ra liền. Và nếu quý vị trì bài chú đại bi này mà chưa được, quý vị tìm một bài sáng đi. Bài sáng là mình tụng mà để giúp cho mình đó. Thí dụ cái bài mà cái bài chúng ta thường tụng: con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Quý vị đọc cái bài đó mỗi ngày, đọc sáng, chiều, ngày mấy chục lần, bài này nó cũng linh như chú đại bi vậy. Tại vì nó hợp với mình.
nó chữa được cái bệnh của chúng ta thì đó là linh chú, nó là bài kinh tốt. Cho nên chọn một bài kinh nào mà nó giúp ích cho mình thật là tác dụng. Cũng giống như quý vị uống sữa, cái gì nó hợp với cơ thể thì mình dùng thôi. Thầy nói lúc ăn cơm không được coi hay xem gì, vậy nghe pháp thầy Pháp Hòa lúc ăn được không? Nếu em nói được cái em binh em. Thật ra đó, cái lý do mà chúng ta không xem gì trong khi chúng ta ăn là để cho chúng ta tập trung vào cái việc ăn. Dù trong khi mình nghe pháp, nhưng mà so ra đó, một cái bài pháp trong khi mình nghe nó vẫn có tác dụng, còn hơn là mình nghe những cái câu chuyện, những cái phim ảnh hay là những cái tin tức mà nó không có thiết thực. Còn tốt hơn hết, chúng ta tắt hết dù đó là một bài pháp để chúng ta tập trung vào cái việc ăn. Nhưng mà nếu chúng ta so ra, chúng ta thành một thói quen, cũng giống như quý vị ngủ thôi, ngủ mở một bản nhạc của một bài pháp cũng là nghe, nhưng cái nghe một cái bài nhạc nó chỉ vui vui, nó làm cho mình ngủ. Còn một bài pháp nhiều khi trong lúc mình chưa ngủ đó, mình nghe được một hai câu nó thấm ý, nó vẫn có tác dụng tốt cho mình. Cho nên quý vị tùy mình, nhưng mà nếu mình cảm thấy mình rất cần cái không gian yên tĩnh để cho cả nhà được ăn cơm trong im lặng, thưởng thức những món ăn của người thân mình nấu, thì mình nên thực hiện để không có bị chi phối. Thời gian gần đây có nhiều hiện tượng là Phật Bồ Tát tái sanh, hóa thân hiện thân ứng thân bằng xác phàm, không có hình tướng tu sĩ, đi kêu gọi Phật tử lập đạo tràng để vị đó về cứu độ chúng sanh nơi cõi ta bà này. Xin thầy hoan hỷ làm sáng tỏ thực hư. Thật ra thì mình cũng chẳng có cái gì để làm sáng tỏ. Những cái này nó không có nằm trong Phật giáo. Nếu mình là Phật tử chân chánh, hiểu được lời kinh pháp của Phật, thì tự động chúng ta biết nó là cái gì, thì chúng ta không cần phải quan tâm. Vì cho cái gì mà Đức Phật không nói, thí dụ đi, Quan Âm Bồ Tát muốn hiển linh, tại sao hiển linh vô thân của các thầy? Bây giờ giữa một người phàm với một thầy nói thì mình nghe ai hơn? Thí dụ vậy, thành thử ra nếu Quan Âm Bồ Tát mà không mượn xác của ai, thì tại sao không mượn xác của các thầy, các sư cô? Nhưng mà thực tế trong Phật giáo không có chuyện mượn xác. Không có Quan Âm, Thích Ca, Địa Tạng, Di Đà nào về nhập xác ai hết. Thì bây giờ mình chỉ có bổn phận xác định việc của mình thôi. Còn ai làm gì không dám nói. Mình chỉ xác định là Phật giáo không có những việc này. Quý vị thấy cái này thì quý vị tự biết cái này không có nằm trong Phật Pháp. Cái gì nó không nằm trong Phật Pháp thì chúng ta chỉ xác định không phải của mình. Cũng giống như cái gì nó không, thí dụ thôi, mình thấy cái bánh thi già, mình biết chắc chắn món ăn này không phải của người Việt, thì dù ta có nói cái gì đi nữa, mình vẫn xác định món ăn này không phải của người Việt, dễ thôi. Chứ còn bây giờ mình không có ngồi đó, mình không mua gì cả, cái gì của mình thì mình nhận, không của mình thì mình không dám, mà không phải của mình thì mình không bàn. Quý vị chỉ nhớ cái này không có trong Phật Pháp, vậy thôi. Phật không có mượn xác ai hết. Ngay cả Tề Thiên Đại Thánh cũng không có trong Phật giáo. Tề Thiên Đại Thánh, ông Tôn Ngộ Không là một nhân vật hư cấu được dựng lên trong cái câu chuyện của Tây Du Ký. Mà toàn bộ chuyện Tây Du Ký là chuyện hư cấu chứ không phải có thật trong lịch sử con người. Nhân vật có thật chỉ một người thôi, đó là Ngài Huyền Trang đi từ Trung Quốc sang Ấn Độ thỉnh kinh là có. Nhưng mà những tình tiết câu chuyện mà về cái chuyến đi của Ngài trong Tây Du Ký hoàn toàn không thật.
Nhưng những câu chuyện đó nó mang cái tính chất giáo dục, hướng dẫn vậy thôi. Còn quý vị muốn biết thật sự Ngài Huyền Trang là ai, quý vị nên đọc một cuốn. Thứ nhất là Ngài Huyền Trang, ba chữ thôi, thấy không? Thứ hai là cuốn Huyền Trang Nhà Dịch Kinh, hay là cái cuốn Đại Đường Tây Phương Ký. Quý vị đọc những cuốn đó để quý vị biết Ngài Huyền Trang là ai và chuyến đi của Ngài như thế nào. Còn Tây Du Ký đọc để lấy cái ý hướng dẫn cho cuộc sống, nói lên những cái tâm tánh hay là tâm thức của con người vậy thôi, chứ còn chuyện Tây Du Ký không có thật. Cho nên ai đó mà dựa vô ông thầy, cho dù ông thầy nha, mà nói ta đây là Tề Thiên Đại Thánh thì múa may đó, thì mình chỉ cười thôi. Mình nói này không phải, Tề Thiên Đại Thánh không có, mà không có thật thì làm gì có nhập. Mà Quan Âm ở đâu mà rảnh cứ đi nhập tùm lum vậy, thấy không? Mình biết cái nào Phật giáo mình không có cái đó vậy thôi. Còn ai muốn tin đó là chuyện người ta, cái đó, nhưng mà cái đó không phải của Phật giáo. Quý vị có tin thì tin cái đó, mà phải xác định rằng cái đó không phải của Đạo Phật. Có lần con nghe thầy nói xây cầu giúp những người nghèo bên Việt Nam, mong thầy lập một quỹ tiếp tục làm điều tốt này, và con cũng muốn được làm việc gì đó có ý nghĩa đóng góp. Dạ, nếu muốn gì cứ liên lạc với em. Em bây giờ không có dám nói gì hết trơn, tại nói gì cũng bị cắt xén rồi. Gần em, quý vị biết ngày nào Pháp Hoàng phải trả lời vài cái email. Thầy ơi, thầy có bán thuốc bao tử không? Thầy ơi, thầy có bán thuốc trị mụn không? Thầy ơi, thầy có bán thuốc đau xương nhức khớp gì không? Họ lấy tên em quảng cáo thuốc bao tử, quảng cáo đủ thứ thuốc, mà nhiều khi nửa đêm nửa hôm đọc được cái mail đó là phải tên lập tức reply, trả lời liền, vì sợ người ta bị gạt. Pháp Hòa không có bán thuốc gì hết, Pháp Hòa cũng bệnh muốn chết. Bây giờ quý vị biết nhiều khi muốn làm một cái việc gì, muốn kêu gọi không dám nói gì hết, tại vì nói cái gì cũng bị cắt xén thành ra cái văn bản của mình. Cho quý vị nhớ là thấy cái gì ở trên Facebook mà nhất là liên quan đến kêu gọi hay là mua thuốc men gì đó, nên email về chùa xác định cái việc đó. Chứ thậm chí bây giờ là người ta còn kêu gọi để rồi đóng góp từ thiện vân vân qua con đường gửi tiền về Việt Nam mà do Pháp Hòa kêu gọi. Thí dụ vậy, cho nên quý vị muốn cái gì quý vị nên liên lạc trực tiếp. Vì ở đây Pháp Hòa mà nói là thế nào cũng dính à. Đó, tôi làm chuyện đó, thí dụ vậy. Thôi, quý vị muốn giúp đỡ cái gì trực tiếp email về chùa, Phong Hòa sẽ là người trả lời những cái mail đó. Chứ còn không dám nói gì đây hết. Bây giờ em sợ quá trời. Cho nên rồi ngày nào cũng phải trả lời một số email như vậy. Thôi thì hôm nay, nãy giờ quý vị ngồi cũng hơn 2 tiếng rồi, thì thời gian cũng đã dài, chúng ta xin tạm dừng ở đây. Và trước khi kết thúc, xin đại chúng cùng chắp tay, chúng ta phát nguyện nương tựa Tam Bảo. Xin quý vị đồng đọc theo. Những vị có tên ghi danh ngày hôm nay đó, có mặt giờ này để quy y, cũng như tất cả các vị nào chưa phát tâm, mà phát tâm thì đây cũng là giờ phút quý vị phát nguyện. Những vị nào đã quy y rồi, đây cũng là cơ hội để chúng ta ôn đọc lại cái pháp tam quy năm giới mà chúng ta đã biết rồi. Xin đại chúng đồng đọc theo. Quy y Phật. Quy y Phật. Con về nương tựa Phật. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối. Người đưa đường chỉ lối. Cho con trong cuộc đời. Cho con trong cuộc đời. I take refuge. I take refuge. In the Buddha. In the Buddha. The one who shows me. The one who shows me. The way in this life. The way in this life. Quy y Pháp. Quy y Pháp.
Con về nương tựa Pháp. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương. Con đường của tình thương. Và sự hiểu biết. Và sự hiểu biết. I take refuge. I take refuge. In the Dharma. In the Dharma. The way of understanding and love. The way of understanding and love. Quy y Tăng. Quy y Tăng. Con về nương tựa Tăng. Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người. Đoàn thể của những người. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. I take refuge. I take refuge. In the Sangha. In the Sangha. The community. The community. That lives in harmony. That lives in harmony. And awareness. And awareness. Thưa đại chúng, quý vị vừa tiếp nhận ba pháp nương tựa Tam Bảo. Đây là giờ phút quý vị tiếp nhận năm đạo đức quý giá cho bản thân mỗi người. Xin quý vị lắng nghe và trả lời dạ được sau mỗi giới được hỏi. Brothers, sisters and friends, this is time for you to receive the five mindfulness trainings. Please answer yes I do every time I ask you a question. After each recitation I've read, this is the first training. Aware of the suffering caused by destruction of life, I vow to cultivate my loving kindness, not to kill, not to encourage any acts of killing. This is the first training. Do you vow to receive and practice it? Yes, đây là điều đạo đức thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không sát hại mọi người, mọi loài, không tán thành mọi sự sát hại. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The second training. Aware of the suffering caused by exploitation, I vow to cultivate my loving kindness, not to steal, not to take anything that not belong to me, and I will try my best to share within my capacity to those who are in the real need. This is the second training. Do you vow to receive and practice it? Yes. Đây là điều đạo đức thứ hai. Ý thức được bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác, và con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là đối với những người thật sự khốn khó. Đó là giới thứ hai. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The third training. Aware of many broken families in the society due to the sexual misconduct, I vow to take my responsibility not to engage any other relationship without love and long-term commitment. I understand that if I want to protect my happiness, I will learn to protect the happiness of others. This is the third training. Do you vow to receive and practice it? Yes, I do. Đây là điều đạo đức thứ ba. Ý thức được đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là chồng hay vợ của con. Con ý thức được muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải bảo vệ hạnh phúc của người khác. Và đây là con đường duy nhất để bảo vệ trẻ em, để nạn tà dâm không tiếp tục gây sự đổ vỡ của những gia đình trong đời sống lứa đôi. Đó là giới thứ ba. Quý vị phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới này được không? Yeah. The fourth training. Aware of the suffering caused by unmindful speech and inability of listening to each other, I vow to cultivate my loving speech in my daily conversation. I understand that words can bring happiness and also can bring suffering. Therefore, I vow to use a loving speech in daily life. And I also learn to listen to each other deeply so I can understand and help others to release the suffering. This is the fourth practice, loving speech, listening deeply. Do you vow to receive and practice it? Yes, I do. Đây là điều đạo đức thứ tư.
ý thức được rằng lời nói có thể mang hạnh phúc cho người, lời nói cũng có thể đem đến khổ đau cho người. Cho nên con nguyện chỉ nói những gì có thể gây thêm niềm tự tin, an vui, hy vọng và hạnh phúc. Con nguyện không loan truyền lên án những điều con không thấy biết rõ ràng. Và con nguyện thực tập lắng nghe cho thật kỹ để có thể thấu hiểu người khác một cách tốt đẹp hơn và giúp cho người khác có cơ hội trút đi những niềm đau nỗi khổ trong lòng. Đó là điều phát nguyện thứ tư, ái ngữ và lắng nghe. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? This is the fifth training. Aware that this physical body is given to us by our parents, our ancestors. Learn to protect this body in a good condition by mindful daily consumption. Any food that may cause you sickness, unhealthy, try to avoid. Any games, any books that contain violence, hate, etc. that affects your mind, try to avoid. Try to protect your both health, physical health, mentally health, in a good condition by mindful daily consumption. This is the fifth practice. Do you vow to receive and practice it? Yes, I do. Đây là điều đạo đức thứ năm. Ý thức được rằng thân thể này do ông bà, cha mẹ, tổ tiên trao truyền. Đừng tổn hại thân tâm này bằng các món có chứa đựng độc tố như rượu, thuốc lá, xì ke, ma túy, vân vân. Những thực phẩm nào có chứa đựng độc tố cũng nên không nên tiếp xúc vì có hại đến thân. Phim ảnh, sách báo chứa đựng bạo động, căm thù, sợ hãi, thèm khát, vân vân có ảnh hưởng đến tâm. Nuôi dưỡng thân tâm cho thật tốt bằng cách ăn uống có chánh niệm, tiêu thụ có chánh niệm để mang lại hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay đầy đủ duyên lành, một số quý vị đã phát nguyện nương tựa Tam Bảo. Quý vị biết rằng hôm nay quý vị quy y thầy Pháp Hòa hay thầy trụ trì ở đây, quý thầy là người giúp đỡ quý vị bắt đầu vào con đường tu tập. Từ nay về sau, quý vị đi đâu gặp bất cứ vị thầy nào, những vị thầy đó là người Thái, người Lào, người Đức, vân vân, có sự tu tập đều là thầy của mình, chứ không phải chỉ có một thầy, hai thầy, mà tất cả chư tăng trên thế gian này, trên thế giới này có sự tu tập đều là thầy của mình, là hàng tăng bảo chúng ta cần nương tựa học hỏi. Quý vị quy y rồi thì cố gắng mỗi tháng ít nhất một lần đọc lại những giới mà mình đã phát nguyện để mình không có quên. Và quý vị nào muốn thì có thể online theo quý thầy tụng giới, còn không tự mình đọc cái quyển quy y của mình đó, thì mỗi vị sẽ có một cái pháp danh để mình nương vào đó, mình ứng dụng, mình sống, mình tu như là cái pháp danh mình đã nhận được. Xin cảm tạ đại chúng đã chịu khó ngồi đây suốt 2 tiếng rưỡi để nghe cũng như tu tập. Xin chúc đại chúng tối về ngủ ngon và đủ duyên, chúng ta sẽ gặp lại ngày mai sáng. Pháp Hòa tiếp tục chương trình ở bên Chicago, và ngày mai Pháp Hòa có chương trình ở bên đó. Thứ bảy chủ nhật thì chương trình bên Iowa, và sau đó Pháp Hòa qua Nebraska và Louisiana. Tức là sắp tới đây là 4 năm tiểu bang, cho nên rồi đi tới cuối tháng mới về. Xin cảm tạ đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội được thăm và chia sẻ với quý vị. Nếu có điều gì sơ sót, mong quý vị niệm tình thương và bỏ qua cho A Di Đà Phật. Bây giờ mời đại chúng chúng ta chắp tay cùng nhau hồi hướng. Xin các vị đồng đọc theo. Pháp môn xin nguyện học. Pháp môn xin nguyện học. Ơn nghĩa xin nguyện đền. Ơn nghĩa xin nguyện đền. Phiền não xin nguyện đoạn. Phiền não xin nguyện đoạn. Quả Phật xin chứng nên. Quả Phật xin chứng nên.
Quý vị xả chân, khoan đứng dậy nha, xả chân, so chân cho khỏe. Trong khi quý thầy tiếp tục thông báo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái Phật Thượng Tòa Giảng Sư. Tối hôm nay chúng con thật là hạnh phúc đã có mặt nơi đây, vì là đi in chia sẻ Phật Pháp cuối cùng của Đạo Tràng Phật Tử Chùa Văn Âm nơi đây nói riêng, và tất cả quý nam nữ Phật Tử các vùng lân cận cũng như tại Houston này nói chung. Vì sự mến mộ Thượng Tọa cũng như sự khao khát được nghe Thượng Tọa giảng pháp, vì cái sự thương tưởng đó mà tối hôm nay Thượng Tọa đã làm việc với chúng con overtime luôn, cho nên chúng con rất là vui mừng đón nhận những lời phát âm của Thượng Tọa dành tặng cho tất cả quý nam nữ Phật tử nơi đây. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ hướng vọng về Thượng Tọa Giảng Sư mà chúng con thành tâm tri ân cảm niệm công đức của Thượng Tọa. Dẫu biết rằng Thượng Tọa về đây chỉ có 2 ngày Phật sự, nhưng vì cái sự thương mến của tất cả Phật tử nơi đây mà Thượng Tọa đã dành trọn 2 đêm chia sẻ Phật Pháp cho chúng con, một món ăn tinh thần. Những điều mà Thượng Tọa chia sẻ 2 đêm liền với tất cả nam nữ Phật tử chúng con nơi đây rất là ý nghĩa trong cuộc sống của chúng con. Chúng con nơi đây nguyện lấy những lời dạy của Thượng Tọa để làm kim chỉ nam cho trên bước đường tu học tìm cầu sự giải thoát của tất cả nam nữ Phật tử chúng con nơi đây. Chúng con vô vàng tri ân Thượng Tọa, dẫu biết rằng ngày mai này Thượng Tọa cũng còn phía trước rất nhiều những Phật sự bộn bề, nhưng vào giờ này Thượng Tọa cũng không có ngại vì cái thời tiết đêm khuya, mà Thượng Tọa cũng hoan hỷ, rất là hoan hỷ ngồi nơi đây hơn 2 tiếng đồng hồ cùng với chúng con mà chia sẻ những lời phát âm rất là vô cùng quý báu với Phật tử chúng con nơi đây. Dẫu rằng chúng con ngồi rất mệt, chúng con đi làm về xa xôi cũng lật đật về đây để nghe những lời phát âm của Thượng Tọa. Dẫu biết rằng cũng có tí mệt, nhưng những lời phát âm của Thượng Tọa là một pháp, những lời những món ăn cũng như là một món ăn tinh thần làm cho chúng con khỏe trở lại và rất là vui khi gặp được Thượng Tọa. Cho nên vào giờ này cho phép chúng con nơi đây đại diện cho thầy trụ trì nơi đây cũng như tất cả quý nam nữ Phật tử đạo tràng chùa Văn Âm, cũng như tất cả quý nam nữ Phật tử tại Houston này, cũng như các vùng lân cận hướng về Thượng Tọa một lòng tri ân và cảm niệm sâu sắc. Chúng con nguyện luôn là những người Phật tử chân chánh để hộ trì Phật Pháp, và nguyện luôn luôn là những người con hiếu thảo, hiếu kính với ông bà, cha mẹ, tổ tiên.
một lần nữa cho phép chúng con một lần nữa xin hướng về Thượng Tọa tri ân và cảm ơn các nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho Thượng Tọa, pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, và cho dù Thượng Tọa có đi nơi nào Phật sự cũng luôn nhớ về tất cả tín nam nữ Phật tử đạo tràng Văn Thông, cũng như tất cả nam nữ Phật tử tại Houston này, cũng như các vùng lân cận. Chúng con luôn hướng về Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư cùng toàn thể đạo tràng, thính pháp ngày hôm nay tại chùa Quảng Âm của chúng con đã hơn 2 tiếng rưỡi, Thượng Tọa đã ban bố những lời pháp nhủ cho đạo tràng. Giờ này chúng con không biết nói gì hơn, Thượng Tọa MC đã gửi lời sắc tấn và chúc sức khỏe Thượng Tọa. Đạo tràng chúng con có chút phần công đức để những cúng Thượng Tọa, mong Thượng Tọa thọ nhận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin thưa đại chúng, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, do tối hôm qua buổi điều phối chụp hình có hơi bị rối, hôm nay thầy chính thức quý vị quý vị phải ngồi im đâu đó nha. Rồi Khoan, đừng vô. Quý vị theo hướng dẫn của thầy thì nó shop sẽ lớp lan và chụp hình đầy đủ ha. Rồi xong quý vị ra phía sau của chùa dùng bữa tối. Rồi khi chụp hình xong rồi thầy Pháp Hòa có dùng tối xong rồi mình muốn gì cứ quay lại với thầy. Thầy buổi tối hôm nay là thầy chơi hết mình. Quý vị phải từ từ. Ngon mật. Quý vị làm vậy làm được. Xin vui lòng giữ đạo tràng thanh tịnh. Quý vị cứ ngồi im đi. Mong Phật ngồi im. Xin quý vị hãy ngồi im. Để chúng ta làm như vậy thì nó trang nghiêm trên chánh điện này. Mình mới nghe pháp xong rồi nhau quá. Bây giờ thầy xin phép từ hàng lên đây để chụp hình, thì cái hình nó rất là đẹp,
rồi cái độ rõ trật tự nó cũng ít nữa. Từ bên trái đi trước, bây giờ từ từ đứng lên, đứng từ hàng thì chỉ là hàng thứ nhất, người bị từ từ hàng thứ nhất là lên đến nè, đến nè. Quý vị bên kia là mơ stop, mời vị. Để quý vị đứng. Tất cả hình ảnh có đều nằm trên trang của Quan Âm Temple Phật thôi. Rồi, rồi, xin mời quý vị bước bên trái. Rồi đi, đi bên trái, đi bên phải, tiếp tục ra luôn. Hàng thứ hai, từ từ, từ từ. Quý vị ra luôn giùm đi. Rồi đi rồi. Từ vì nếu mà mình tối hôm qua mình có chụp với thầy rồi á, thì tối nay mình nhường lại cho những vị khác chụp cũng được. Từ vì bây giờ cũng khuya rồi, thầy chưa có dùng tối á, thưa quý vị, cho nên mình có thể nhường lại cũng được. Nhường cái tối hôm qua mình có chụp rồi thì tối hôm nay mình nhường lại cho những vị chưa có chụp cũng được. Quý vị hoan hỷ thế nha. Ai với bạn về tao xong chào quý vị đã. Quý vị là món món chân lại là chung.
Tiếp đi. Áo gì đẹp rồi. Tiếp đi. Thank you.
ly rồi chân ngủ. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng.